sống trong một gia đình bố là kẻ sát nhân bị truy nã, mẹ là con đàn bà hèn nhát vô tâm thì đứa con sẽ như thế nào? Cô bé mới về đến nhà đã bị một người đàn ông bịt miệng đẩy ngã ra đất, hắn chính là bố của cô, người bố bỏ nhà đi giờ đột nhiên trở về tìm người mẹ đòi tiền. Do không thấy vợ đâu nên ông ta điên máu trút giận lên cô con gái, cô bé tội nghiệp bị chính cha ruột chùm chân bạo hành. Còn người mẹ đang hèn nhát đứng ngoài cửa sổ lén lút nhìn vào mà không dám lộ diện, cũng may bà ta còn lương tâm gọi báo cảnh sát đến bắt ông chồng này đi. Cảnh sát nhanh chóng có mặt áp giải ông bố và bế cô bé trong tình trạng hôn mê đi bệnh viện. Một năm sau người bố ngủm củ tỏi trong tù. Thi thể được hỏa thiêu rồi đưa cho người nhà mai táng, mẹ Chi Hu giải cho cốt chồng xuống sông. Cuối cùng mẹ con họ cũng không phải sống những ngày tháng sợ hãi nữa. Chi Hu mặt không hề biểu cảm, cô không buồn vì bố mất, cũng chẳng vui nổi khi sống với người mẹ như thế. Hệ lụy mà người bố để lại vô cùng lớn. Chi Hu dù vô tội nhưng cô và mẹ lại bị mọi người xa lánh. Nửa đêm nữ chính không ngủ mà ra công viên đu xích đu, tình cờ một cậu thiếu gia bằng tuổi cô khó ngủ nên cũng ra đu theo. Cậu bé tên Trung Hu là một thiếu gia nhà giàu từ nhỏ học bên Mỹ, hôm qua mới quay trở về Hàn, vì sống ở nước ngoài từ nhỏ nên tính cách của cậu rất hướng ngoại. Liên tục giới thiệu bản thân và hỏi han về Chi Hu, nhưng cô chỉ im lặng không đáp vì nữ chính đã quen với cảm giác bị mọi người xung quanh đối xử lạnh nhạt. Chỉ vì cô là con gái của kẻ sát nhân, lần đầu có người cởi mở với mình khiến Chi Hu bất ngờ, đến nỗi trời mưa to cô vẫn đứng im bất động. Đến khi nam chính gọi cô vào trú mưa cô mới tỉnh táo lại, Chi Hu ngay lập tức chạy về nhà vui vẻ kể chuyện có người muốn kết bạn với mình cho mẹ nghe. Sau đó nhanh chóng mang ô ra cho Trung Hu, nghe cậu nói mai sẽ quay lại đây trả ô khiến nữ chính rất vui, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện. Tình duyên của hai người cũng bắt đầu từ đêm mưa này, trên đường chạy về nhà vì chiếc ô đã cũ nên Trung Hu phải sửa lại rất nhiều lần khiến quần áo cậu ướt nhẹp. Sáng sớm ngày hôm sau Chi Hu đã vội vã chạy ra chỗ hẹn để gặp người bạn đầu tiên của mình, thế nhưng cô đợi mãi mà Trung Hu vẫn không đến bởi vì cậu đang phải dự đám tang của ông nội. Chuyện gia đình của Trung Hu vô cùng phức tạp, chủ tịch tập đoàn lớn là ông nội có một người con trai cũng chính là ông Han Tae, bố của nam chính, thế nhưng vì biết dã tâm của con trai mình quá lớn nên ông nội đã để lại toàn bộ tài sản cho vợ bé, là phu nhân Kim và con trai nhỏ của bà. Không chấp nhận điều đó, ông Han Tae đã cùng người vợ thứ hai của mình ra tay hãm hại ông nội, thậm chí còn thả chó vào nhà dọa phu nhân Kim phải đưa ra mật khẩu tài sản. May mắn đứa con trai nhỏ của bà đã chạy thoát, vì mật khẩu đang trong tay cậu bé nên Han Tae điên cuồng lùng sục cậu. Còn phu nhân Kim thì bị nhốt vào viện tâm thần canh giữ, thế nên buộc bảo mẫu thân thiết của bà phải mạo hiểm giả trang thành y tá vào thăm và báo tin cậu chủ nhỏ đã được tìm thấy bọn người xấu kia trước một bước. Giờ phu nhân Kim không có chỗ dựa nên muốn thoát khỏi tay Han Tae, bà đã lên kế hoạch với bảo mẫu phải bắt cóc con trai hắn ta, cũng chính là nam chính. Vì nội bộ gia đình phức tạp nên ông bố mới cho Trung Hu đi du học. Giờ cậu lén về nước khiến kế hoạch của ông ta không còn toàn vẹn như trước, thế nhưng ông vẫn an ủi cậu trước cái chết của ông nội, khiến bà mẹ kế đứng một bên nghe lén cảm thấy bị đe dọa. Bà ta hiểu rõ mình chỉ là người ngoài và ông Han Tae chỉ dành hết tình cảm cho đứa con trai mà thôi, bận rộn cả một ngày ở đám tang của ông nội. Tối đến Trung Hu về nhà mới nhớ ra mình có hẹn với Chi Hun nên hốt hoảng cầm ô chạy đến chỗ hẹn. Bên phía nữ chính cô đã đợi ở công viên cả một ngày nhưng vẫn không thấy cậu bạn đó xuất hiện nên đã đi về. Trên đường về cô chú ý đến một cậu bé sốt cao bị nhốt trong nhà nên nhói người lên để hỏi thăm, không ngờ đó chính là cậu con trai chạy thoát của phu nhân Kim. Bảo mẫu lúc này cũng xuất hiện đuổi nữ chính đi. Hôm sau đi học, vẫn như thường ngày Chi Hun chịu sự chỉ trỏ bàn tán của các bạn. Người cảnh sát bắt bố cô chứng kiến mọi việc và cảm thấy vô cùng có lỗi, bởi vì ông đã điều tra kỹ bố Chi Hun không hề giết người, ông ta chỉ là một kẻ bợm rượu và ăn chơi. Vì sức ép dư luận khiến cảnh sát phải tìm kẻ thế mạng để kết án cho xong, và đó là bố của nữ chính. Trung Hu vừa hay chuyển vào ở trường mà Chi Hun đang học. Cậu mang theo chiếc ô vàng mong tìm được và trả nó lại cho cô. Thấy một nhóm bạn đang bao vây ở phòng thực hành nấu ăn, khiến Trung Hu tò mò đến xem. Thì ra vì Chi Hun đang ở trong đó, các bạn không muốn học chung với con gái kẻ sát nhân nên không vào. Tất cả mọi lời bàn tán Chi Hun đều nghe hết. Đợi đến khi giáo viên đến, nữ chính liền xin phép được vào phòng y tế với lý do đau bụng. Ngay khi cô rời đi, các bạn mới dám bước vào phòng thực hành. Nghe người ta gọi Chi Hun như vậy, nam chính vô cùng bất ngờ, không dám đối diện với cô khiến Chi Hun vô cùng buồn. Trong tiết thể dục, vì có khả năng chơi bóng rổ rất tốt, lại là học sinh mới chuyển trường, nên Trung Hu trở thành đối tượng bị bắt nạt của đám nam sinh thua cuộc. May mắn có Chi Hun đến kịp thời, bọn này vô cùng sợ cô vì nghĩ cô cũng có máu sạt nhân giống bố mình nên đã bỏ đi. Nhưng Trung Hu đường đường là nam tử Hán, không muốn bị mất mặt nên cậu đã vùng dậy lao đến quyết sống mái với ba thằng kia. Kết quả bị bọn nó tụng lại đánh cho thừa sống thiếu chết. Thấy cảnh Trung Hu bị đánh hội đồng, nữ chính nhớ lại mình từng bị cha chùm chân đánh như thế, khiến cô suy sụp. Phòng bóng rổ chỉ còn lại hai người, một người bị đánh và một người hoảng loạn. Ra về trời mưa to, Chi Hun muốn đưa ô cho Trung Hu nhưng bị cậu cự tuyệt, thẳng thừng nói vào mặt cô: "Tôi không muốn làm bạn với một kẻ sát nhân." Nữ chính khóc lóc giải thích mình không hề giết ai cả. Nhưng rồi cả hai vẫn quyết định từ sau sẽ vờ như không quen nhau, hai người đều lựa chọn bị ướt đẫm trong cơn mưa ấy. Trung Hu ngồi đu xích đu để quên đi cô bạn đầu tiên mình gặp ở Hàn Quốc.
Thế nhưng cậu nhận ra mình đã vô cùng quá đáng, được tiếp nhận nền giáo dục tốt thế nhưng lại đi đánh đồng con người với hoàn cảnh. Bố cô ấy giết người thì tại sao lại đổ lỗi cho cô ấy? Thế là ngay lập tức Trung Hu bật chạy tốc biến đi tìm Chi Hun, đến cuối ngõ thấy có một đám bà thím đang vây đánh nhau. Có cả Chi Hun trong đó, hàng xóm vì ghét bỏ gia đình cô nên thường hay ném đá vào nhà cô. Hôm nay mẹ Chi Hun không thể chịu được nữa nên đã ra đánh nhau với bọn họ. Thấy nữ chính khổ sở, nam chính cũng vô cùng đau lòng thay cô, để cậu thấy được mình trong tình cảnh thảm hại. Nữ chính xấu hổ bỏ chạy, Trung Hu lập tức đuổi theo, cuối cùng tìm được cô ở công viên. Trung Hu cuối cùng cũng nói ra được câu, mình hãy làm bạn với nhau đi, khiến Chi Hun vô cùng bất ngờ, đó chính là điều mà cô khao khát. Ngay sau đó Trung Hu chạy đi trộm móc treo quần áo của người ta để làm kẹp tặng cho Chi Hun. Nữ chính là một cô bé vô cùng đơn giản, vừa rồi còn buồn, giờ đã vui vẻ vô cùng. Trong con ngõ nhỏ ấy có bóng dáng hai thiếu niên chạy đuổi. Thanh xuân chính là như thế, ở nhà của nữ chính, mẹ cô đang than khóc với cảnh sát về tình cảnh thảm hại hiện tại của bà. Tất cả là do ông chồng nghiệp chướng gây ra, cảnh sát Kim ngay lập tức quỳ gối tạ lỗi bởi vì họ đã tìm được hung thủ thực sự, vì sai lầm của cảnh sát mà gia đình bà thành ra như thế này. Bà mẹ như chết đứng tại chỗ, thế nhưng thà là giết nhầm người chồng tệ bạc đó, còn hơn để ông ta sống làm khổ gia đình. Qua ngày hôm sau, Trung Hu vui vẻ đến trường, vào lớp thì bắt gặp cảnh tượng đám bạn đang quét sơn lên chỗ ngồi của Chi Hun, nam chính tức giận can ngăn thì bị đấm một phát. Chi Hun đến nơi cũng chứng kiến tất cả, đợi giáo viên chủ nhiệm đến mọi chuyện mới được giải quyết. Trong tiết học Chi Hun luôn nhìn lén Trung Hu, nhưng khi cậu quay xuống thì cô lại che mặt trốn đi, ra chơi nam chính kéo nữ chính sang một bên. Hôm qua họ đã là bạn nên hôm nay không cần phải làm như không quen. Nhưng vì không muốn liên lụy đến cậu nên Chi Hun đã yêu cầu ở trường đừng chơi với mình. Trong giờ ăn các bạn thi nhau ném giấy ăn vào Chi Hun nhưng cô lại nhẫn nhịn, lấy thùng rác nhặt hết vào. Nhặt xong giấy cô tiện tay trả lại hộp sữa cho cậu bạn bắt nạt, thấy khuôn mặt lạnh lùng của nữ chính, cậu ta không dám manh động. Trung Hu cũng chẳng thèm quan tâm việc mình sẽ bị mọi người cô lập mà công khai đi chơi với nữ chính, chính vì thế họ bị lũ bạn xấu từ trên lầu đổ rác xuống đầu. Chi Hun cảm thấy có lỗi vì mình khiến Trung Hu bị như này, nhưng cậu không quan tâm, thà có một người bạn duy nhất còn hơn là làm bạn với nhiều kẻ xấu xa. Ra về hai người cùng nhau đi chung, đến ngõ nhỏ họ thấy căn nhà nhốt đứa bé bị bốc cháy nên không quan tâm nguy hiểm mà giải thoát cậu bé. Đứa bé thoát được ngay lập tức chạy trốn và đã làm rơi sợi dây chuyền chứa mật khẩu nhưng nam chính đã nhặt được. Nam nữ chính lập tức đưa cậu bé đến bệnh viện. Ở nhà lúc này bảo mẫu cũng nhận được tin báo nên vô cùng hoảng hốt, đồng thời nam chính cũng gọi điện về nhà cầu cứu bố hãy đến giúp cậu bé này. Mà không biết cậu bé chính là con mồi của bố mình, ông Han Tae dù chưa biết thân phận cậu bé nhưng vẫn cử người đến giúp con trai. Đồng thời lúc này bà bảo mẫu vô cùng nóng ruột muốn đến nơi ở xem xét tình hình, nhưng dưới lầu đã bị người của ông Han Tae chặn lại, hết cách bà chỉ đành nhảy rào trốn đi. Đến bệnh viện bảo mẫu phát hiện ra Trung Hu, nhận ra cậu chính là người mà phu nhân Kim muốn bắt cóc để đối phó với ông Han Tae. Sợi dây chuyền chứa chìa khóa mở két hàng tỷ đô ở ngân hàng Thụy Sĩ mà ai cũng muốn tranh giành đang nằm trong tay Chi Hun. Khi cậu bé tỉnh lại cô đã trả lại sợi dây cho em. Cả hai chưa kịp trò chuyện gì nhiều thì bảo mẫu đã lẻn vào ôm cậu bé lên xe taxi đi mất. Biết mình vừa được con trai của kẻ thù cứu, cậu bé lộ ra ánh mắt tức giận. Cùng lúc này ở nhà nữ chính, vì không thể chịu được cảnh sống điều tiếng nữa nên mẹ nữ chính đã kéo theo cô chuyển đến nhà cảnh sát Kim sống. Cảm thấy tội lỗi vì bắt nhầm người nên cảnh sát Kim đã hứa sẽ tìm nhà mới cho mẹ con Chi Hun. Ai ngờ bà mẹ mặt dày quá chuyển luôn đến nhà ông sống. Làm con gái ông khó chịu ra mặt, con bé hiểu lầm bố muốn cưới vợ hai nên đã ra tiệm tạp hóa bóc bánh để bố trả tiền. Vì đã chuyển nhà nên khi Trung Hu không thể tìm được Chi Hun, cậu cảm thấy vô cùng bất an, cũng may còn gặp được cô ở công viên. Cả hai vui vẻ ngồi đu xích đu, vì đã xem nhau là bạn nên Chi Hun đã kể cho nam chính nghe bí mật về vết sẹo dài ở bàn chân cô. Đó là do trước kia phải chạy trốn bố mà để lại. Trung Hu vô cùng đau lòng, cậu đặt tay lên vết sẹo chứng minh mình không ghét bỏ nó. Và cũng mong Chi Hun đừng tự ti như vậy nữa. Hai người đang nói chuyện thì bị con gái của cảnh sát Kim đến mỉa mai, nhưng khi vừa thấy nụ cười tỏa nắng của Trung Hu, cô bé đã bị say nắng mà chạy mất. Cả hai người họ lại tiếp tục vui vẻ với nhau. Ngày hôm sau nam nữ chính cùng nhau đến trường, rồi cùng nhau về nhà mà không biết mình đang bị bảo mẫu theo dõi. Trên xe buýt Trung Hu nghịch ngợm nghiêng đầu nhìn Chi Hun đang ngủ say, bất ngờ cô gật gù đầu chạm môi lên môi Trung Hu. Nụ hôn tuổi niên thiếu khiến trái tim cậu đập loạn, sau đó trên đường về cậu vẫn chưa hết bồi hồi, không dám nhìn thẳng mặt Chi Hun mà đẩy cô về phía trước. Thấy bóng đèn đường chợp tắt, Trung Hu ga lăng muốn sửa lại, đứng ở khoảng cách gần hai cô cậu học trò nảy sinh những cảm giác rất lạ. Vừa hay lúc này cảnh sát Kim đi làm về, thấy có chàng trai đứng gần Chi Hun, ông liền ngay lập tức đến nhé tai cậu như một người cha bảo vệ con gái. Sau khi biết mọi chuyện, cảnh sát Kim dẫn theo cả Trung Hu về nhà mình ăn cơm. Cảnh sát Kim là một người tốt, ông sẵn sàng cưu mang hai mẹ con Chi Hun, còn xem nữ chính như con gái đẻ của mình mà mua cho cô và con gái mình áo khoác giống nhau. Trong bữa ăn, vì Trung Hu cứ nhìn Chi Hun mà cười, khiến cảnh sát Kim lại nhéo tai cậu lần nữa. Sau bữa ăn, ông đích thân dạy cho nam chính vài thế võ phòng thân. Hai cô con gái thì ngồi cùng nhau nói về Trung Hu, cô bé kia cũng đã dần chấp nhận Chi Hun là thành viên trong gia đình, năm người cùng nhau vui đùa trông như một gia đình hạnh phúc. Sau đó cảnh sát Kim đích thân chở Trung Hu về nhà, hai người chỉ qua một buổi tối đã thân thiết với nhau.
Thế nhưng ông bố của nam chính lại khinh thường cảnh sát ra mặt, khiến Trung Hu vô cùng xấu hổ với cảnh sát Kim, nhưng rất may ông không để tâm chuyện đó. Dục cậu mau vào nhà, phát hiện có chiếc xe lạ đậu trước cửa nhà nam chính, cảnh sát Kim định đến hỏi chuyện thì chiếc xe chạy vụt mất. Cũng may ông đã ghi lại được biển số, bên trong nhà ông Han Tae đang uy hiếp con trai không được giao du với những người thấp kém nếu không sẽ đưa cậu trở về Mỹ. Khiến Trung Hu vô cùng buồn, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại được tâm trạng vui vẻ khi nói chuyện điện thoại cùng Chi Hun. Hình như cậu đã thích cô gái này mất rồi, và Chi Hun cũng đã thích chàng trai đầu tiên bước vào thế giới thầm lặng của cô, đem đến cho cô tiếng cười và sự ấm áp. Đợi đến khi cơn mưa lại bắt đầu rơi cũng là lúc hai người chạy đi gặp nhau, nhưng trên đường đi Trung Hu lại bị bắt cóc. Chi Hun vừa đến nơi chứng kiến mọi chuyện nhưng cô không kịp làm gì, chỉ có thể hoảng hốt nhớ lại biển số xe, đó chính là chiếc xe mờ ám hôm trước, vì tên bắt cóc đã bị nữ chính nhìn thấy mặt nên hắn ta bắt luôn cô đi theo. Cả hai bị đưa đến một nơi đổ nát ẩm ướt, bảo mẫu sau khi nhận được tin liền ngay lập tức đến báo hiệu cho phu nhân Kim. Nhận được tin bà đã đồng ý gặp mặt nói chuyện với ông Han Tae, phu nhân Kim lấy con trai của ông ra uy hiếp buộc ông phải thả mình đi. Nhưng Han Tae lại lựa chọn không thỏa hiệp, ông ta sai người xử lý bà rồi tự mình đi tìm con trai, bảo mẫu dưới lầu cũng nhận được tin báo cảnh sát sắp đến. Vì con bé họ bắt theo là con nuôi của cảnh sát, mọi chuyện đang dần mất khống chế. Bên phía nam nữ chính, hai người đã tìm được mảnh chai, ngồi nép vào nhau âm thầm cười trói. Tên bắt cóc bất ngờ xuất hiện, Chi Hun thoát khỏi dây trói, cầm gậy tự vệ thì bị hắn ta đánh cho đập đầu xuống đất, sau đó lôi cô sang một bên đánh đập, đợi đến khi Trung Hu cởi được dây trói. Thay vì cứu Chi Hun, cậu lại chọn cách bỏ chạy, nhìn bóng lưng người mình yêu bỏ đi, Chi Hun lòng đau như cắt, hai tên xấu xa lập tức đuổi theo Trung Hu, nhưng rất nhanh đã bị mất dấu, nam chính đã tìm được bốt điện thoại. Cậu ngay lập tức gọi điện cầu cứu bố mình, mong bố mau đến nhà kho cứu Chi Hun, nhưng không kịp, hai tên bắt cóc đã tìm được Trung Hu. Bọn chúng đánh cậu bầm dập, nhưng ngay sau đó ông Han Tae đã tìm được đến nơi, một tên chạy thoát. Tên còn lại bị ép phải dụ bảo mẫu đến, trên đường chạy xe đến bảo mẫu đụng chúng Chi Hun đang chạy trốn. Bà ta biết Chi Hun đã nhìn thấy mặt hai tên tay sai nên muốn giết người diệt khẩu. Ở nhà kho, người của ông Han Tae đã xử lý sạch sẽ mọi chuyện, đợi đến khi cảnh sát Kim tìm đến thì mọi thứ đã bị đốt thành tro. Cùng lúc này Trung Hu đã được đem về nhà, cậu cầu xin bố hãy cứu bạn mình nhưng ông không quan tâm. Nam chính bị nhốt trong phòng chịu sự giày vò lương tâm. Sáng hôm sau vì không tìm được con gái, mẹ nữ chính đã thu xếp đồ lên đường đi tìm cô. Dù bà ta có tồi cỡ nào thì cũng là một người làm mẹ, không thể chịu cảnh mất chồng mất con. Ở nhà nam chính, cậu đang phát điên lên vì bị sự tội lỗi giày vò. Vì mình mà Chi Hun mới bị bắt, tại sao lúc đó lại hèn nhát chạy trốn trước? Trung Hu suy sụp tinh thần, cậu sống như mất đi linh hồn. Cô em gái nhỏ ở bên hát an ủi cậu cũng chẳng màn. Nghe thấy tiếng mẹ Chi Hun ở dưới lầu gọi, Trung Hu càng thêm chột dạ. Ở dưới lầu, mẹ nữ chính thu hút sự chú ý của bảo vệ để cho con gái cảnh sát Kim lén vào biệt thự tìm nam chính hỏi chuyện. Cô bé ngay lập tức chạy lên phòng Trung Hu, nhưng cậu chỉ ngồi co ro một chỗ không dám nói gì, cho đến khi con gái cảnh sát Kim mở nhật ký của Chi Hun ra. Cho Trung Hu biết cô vô cùng thích cậu, thì nam chính càng thêm tội lỗi, đọc nhật ký của nữ chính. Trung Hu nhớ lại ký ức đẹp trước kia của hai người, nếu được quay lại lúc đó, cậu sẽ không bỏ chạy, không bỏ cô gái mình thích ở lại một mình. Từng ký ức giày vò trái tim Trung Hu, bên phía này, cảnh sát Kim đã bất chấp lệnh của cảnh sát trưởng đem theo người đi tìm Chi Hun về. Ông biết Trung Hu có liên quan nên đã đến nhà đưa cậu về đồn, nam chính tự nguyện bị cảnh sát đưa đi. Cùng lúc đó, người của ông Han Tae đã tìm được tên bắt cóc thứ hai. Bên phía này, thật ra cảnh sát Kim không hề đưa Trung Hu về đồn, mà đưa cậu đến một nơi yên tĩnh để cậu kể lại mọi chuyện. Ông cũng tiết lộ cho cậu biết bố của Chi Hun không phải là tội phạm giết người, mà chính là do sự thất trách của cảnh sát. Cả hai người đàn ông đều cảm thấy có lỗi với Chi Hun. Ở nhà, cô con gái và bà mẹ đều cảm thấy nhớ thương nữ chính. Sự mất tích của cô khiến mọi người đều rơi vào bi thương. Bên này, cảnh sát Kim đã tìm được tung tích tên bắt cóc. Ông bí mật đi theo hắn và đến được nơi trú ẩn của tên tội phạm cưỡng hiếp. Một mình cảnh sát Kim cân hai kẻ này. Tên tội phạm cưỡng hiếp vẻ mặt huênh hoang thừa nhận rằng mình đã hiếp rồi thủ tiêu Chi Hun, khiến cảnh sát Kim tức điên liên tục đá vào hạ bộ của hắn. Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt tên ác nhân đến dựng lại hiện trường vụ án. Người dân vây quanh rất đông, mẹ nữ chính đau lòng đến thất thần. Bà điên cuồng dò hỏi tên sát nhân tại sao lại làm vậy với đứa bé 15 tuổi chứ. Trung Hu không tin vào sự thật này, cậu chạy đến nơi hai người lần đầu gặp mặt. Rồi tự tưởng tượng ra Chi Hun vẫn còn ở đây đợi mình. Chợt nam chính nhớ lại hành vi mờ ám của bố mình, nên ngay lập tức chạy về nhà vào phòng ông lục tìm chứng cứ. Và thật sự cậu đã tìm ra chiếc điện thoại của tên bắt cóc. Cùng lúc này chiếc điện thoại đổ chuông, là Chi Hun gọi đến. Cô đang ở chỗ bảo mẫu, là cậu bé đã cầu xin bảo mẫu cứu Chi Hun vì trước kia cô từng cứu cậu. Nghe được giọng nữ chính, Trung Hu bật khóc, bố cậu ngay lập tức lấy lại điện thoại rồi đập tan nó, khiến đứa con nhỏ bật khóc thay anh trai. Chính vì chuyện này mà nam chính đã quay lưng với bố mình, anh mang theo nhật ký của nữ chính rồi bỏ nhà ra đi. Cùng lúc này ở sở cảnh sát Kim không tin vào kết luận tên sát nhân đã cưỡng hiếp rồi thủ tiêu Chi Hun, nên đã điên cuồng đập phá đồ đạc. Ông cho rằng vụ án lần này lại là tìm kẻ thế mạng thay, vì chưa hề điều tra mà đã đưa ra kết luận chỉ để nhanh chóng kết thúc vụ án. Lúc này Chi Hun mặt đầy thương tích được băng bó. Bảo mẫu muốn bỏ lại cậu bé và nữ chính mà bỏ đi cùng với sợi dây chuyền nhưng bị cậu bé ngăn lại, vì chỉ có chủ sở hữu là cậu bé mới có quyền mở kho tiền.
cậu nhất quyết đòi bảo mẫu phải dẫn theo Chi-hun đi cùng. Cậu còn cho nữ chính thấy hiện tại trên báo đưa tin cô đã chết, không ai muốn tìm cô cả. Thế nên hãy đi theo cậu làm lại cuộc đời. Nhớ lại cảnh mình bị bỏ rơi, nữ chính điên cuồng hét lên, cô đã chọn bỏ đi thật xa khỏi nơi đau thương này. Cùng lúc này, cảnh sát Kim dẫn nam chính đến tìm sư phụ khi xưa của mình. Ông nhờ sư phụ và các chiến hữu xưa giúp tìm Chi-hun, mọi người cũng vui vẻ đồng ý. Bên phía ông Han-tae cũng đã điều tra ra được nơi cuộc gọi gọi đến, chắc chắn bảo mẫu và chìa khóa đang ở đó. Lúc này cảnh sát Kim đang thức đêm để điều tra vụ án của Chi-hun. Còn nam chính cậu không có chỗ ngủ nên đã theo con gái cảnh sát Kim đến nhà ông ở. Mẹ Chi-hun thấy cậu ngay lập tức mất khống chế, lao đến trách mắng đòi con gái. Nam chính vô cùng tội lỗi, nhìn được dòng chữ Chi-hun viết trên tường, tớ nhớ cậu, khiến nam chính còn dày vò hơn. Nhờ vào công sức điều tra không ngừng nghỉ mà cảnh sát Kim đã lần ra được manh mối từ chỗ bảo mẫu. Nên sáng hôm sau ông đã ngay lập tức đi theo bà ta đến nơi lẩn trốn bí mật. Cùng lúc này ông Han-tae cũng đã lần theo định vị điện thoại mà tìm đến nơi. Cậu bé nhạy bén đã phát hiện ra có người bên ngoài nên đã ra hiệu cho bảo mẫu tìm thời cơ lái xe bỏ trốn. Cảnh sát Kim phát hiện ra liền lái xe đuổi theo. Ông vượt lên trước đi song song với xe của bảo mẫu, thấy Chi-hun liền lập tức gọi tên cô. Nhưng nữ chính lúc này đã hoàn toàn chết tâm với cuộc đời nên chẳng còn nghe thấy được gì nữa. Hai xe rượt đuổi căng thẳng, đến chỗ đèo dốc xe của cảnh sát Kim không thể thắng được bởi vì có một lon nước ngọt chặn ở chân thắng do cậu bé bỏ vào. Chính vì thế mà cả người cả xe bị lăn xuống đèo dốc, cả nhà đau lòng mai táng cho cảnh sát Kim nơi vực sâu ấy. Ông đã cố gắng hết sức rồi. Vụ án Chi-hun và số tiền tỷ đô bị rơi vào lãng quên, cứ thế mà 10 năm êm đềm trôi qua. Lúc này nam chính để trở thành một thanh tra cảnh sát, anh không muốn yên phận làm thiếu gia nhà giàu, mà nỗ lực trở thành cảnh sát, chỉ vì vẫn theo đuổi vụ án năm xưa của Chi-hun. Anh vẫn không tin tên tội phạm hiếp đâm đã cưỡng hiếp Chi-hun, nên đến tìm hắn hỏi cho ra lẽ. Nhưng tên tội phạm nhất quyết không mở lời, hắn ta còn nhắc đi nhắc lại chuyện năm xưa, xoáy sâu vào nỗi đau của nam chính, khiến anh tức giận dần cho hắn một trận. Vì hành động nóng giận nên nam chính bị tổ trưởng chửi cho một trận. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh đi đánh tội phạm. Trung Hu ghét nhất là tội phạm hiếp giam, nên gặp thằng nào là đấm thằng đó, khiến tổ trưởng đau đầu đi giải quyết đơn tố cáo. Nhận được điện thoại của mẹ Chi-hun, nam chính ngay lập tức chạy về nhà. Bấy nhiêu năm nay Trung Su là người đi làm để nuôi mẹ Chi-hun và con gái của cảnh sát Kim, Han An. Nhà ba người chung sống rất hòa thuận, dường như để cố quên đi nỗi đau mất người thân năm xưa. Riêng nam chính vẫn chưa thể quên được Chi-hun. Nhà của anh vẫn giàu có như thế, cô em gái cũng đã lớn khôn. Thế nhưng nam chính vẫn chọn sống cuộc sống nghèo nàn chỉ vì cảm thấy mình đáng phải chịu như vậy. Bên nước Mỹ xa xôi, Chi-hun lúc này đã trở thành một nhà thiết kế thời trang xinh đẹp, mạnh mẽ, không để người ta ức hiếp mình. Cậu bé năm xưa cũng đã trưởng thành đẹp trai sáng lạng. Jun, do di chứng năm xưa nên Jun bị tật ở chân, hai người giờ đã thành một cặp đôi giàu có, cả hai về Hàn tham gia một buổi biểu diễn thời trang lớn. Chi-hun hiện tại đã bị mất một phần ký ức khi xưa, nên cô không nhận ra bà mẹ kế của nam chính, bà ta cũng không nhận ra Chi-hun, nên đến bắt chuyện làm quen với cô. Thế nhưng với đẳng cấp của nữ chính hiện tại, cô chẳng thèm quan tâm đến bà già này. Buổi biểu diễn diễn ra rất thành công, sự nghiệp của Chi-hun vô cùng thăng tiến. Sau buổi biểu diễn, cô ngay lập tức chạy đi tìm Jun, thấy anh nằm ngủ ở sofa, Chi-hun cũng ngồi xuống ngủ cạnh. Nhưng khi cô tỉnh giấc, Jun đã đến Seoul từ lúc nào? Đó là vì vụ án của bảo mẫu. Bảo mẫu đang bơi thì bị đuối nước do uống rượu. Vụ án này được giao cho Trung Hu điều tra. Lúc vào căn phòng riêng được khóa cửa, Trung Hu bất ngờ vì cô gái trong bức ảnh rất giống Chi-hun, nhưng anh vẫn không nhận ra cô, chỉ nghĩ người giống người. Jun đã lái xe đến gặp nam chính. Nam chính đưa anh đến nhà xác nhìn bảo mẫu lần cuối. Dù sao đó cũng là người thân của Jun nên anh đã bật khóc. Lúc này bên phía nữ chính, cô đang ở sân bay Hàn Quốc. Vì đây là mảnh đất có nhiều ký ức đau thương nên nữ chính gặp ai cũng cảm thấy sợ hãi. Cô chỉ tin tưởng mỗi mình Jun nên thuê taxi chở thẳng đến căn biệt thự ở Seoul của hai người, cũng là nơi mà bảo mẫu chết đuối. Cùng lúc này Trung Hu chở Jun về biệt thự. Lúc chạy xe ra thấy Chi-hun đang đứng ngoài cổng đếm mưa, làm anh nhớ lại ngày xưa cô gái mà mình thích cũng có thói quen để mưa như vậy. Thế nên anh ngay lập tức chạy đuổi theo Chi-hun. Nhưng 10 năm đã trôi qua, khuôn mặt của ai cũng đã khác nên Trung Hu đã không thể nhận ra cô. Chi-hun vào biệt thự, Jun giận vì cô không chịu bay về Pháp mà lại chạy theo anh đến Seoul. Nghe Chi-hun kể chuyện Trung Hu đột nhiên chạy đuổi theo rồi nhìn chằm chằm cô khiến Jun cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này, Trung Hu đã chạy vào nhà tắm hơi xả nước lạnh để cho tinh thần mình tỉnh táo hơn. Anh vẫn chưa thể nhận ra Chi-hun, nhưng cảm giác quen thuộc thì luôn bủa vây lấy anh. Cùng lúc này ở căn biệt thự, Chi-hun và Jun đang nằm tâm sự. Trên cuộc đời này chỉ còn họ có thể dựa dẫm vào đối phương mà không lo bị bỏ rơi. Bị phản bội, Chi-hun cũng không thể nào nhớ ra được những ký ức trước kia nữa bởi vì những đau khổ đã khiến cho bản thân cô tự động xóa đi những ký ức ấy. Ngày hôm sau, nam chính cùng đồng đội đến biệt thự của Jun để tiếp tục điều tra vụ án. Nhưng lúc này chỉ có Chi-hun ở nhà, nghe cái tên quen thuộc Trung Hu. Nữ chính ùa về một cảm giác bồi hồi vô cùng lạ, nhưng cô không thể nhớ ra là ai. Nam chính khi gặp nữ chính cũng có cảm giác tương tự như thế. Nhưng vì gương mặt cô thay đổi quá nhiều nên anh vẫn không thể nhận ra. Nghe nữ chính gọi tên mình, Trung Hu mất kiểm soát quát lên hỏi cô là ai. Ngay lúc đó Jun đã về.
Cả ba người ngồi nói về vụ án, nhưng ánh mắt của nam chính lại luôn nhìn về phía nữ chính. Anh chất vấn cô tại sao lại biết cách đếm mưa. Thế nhưng dù ký ức đã mất, nhưng thói quen vẫn còn đó. Đến ngay cả Ji-hoon hiện tại cũng không hiểu tại sao mình lại có thói quen đó. Nam chính muốn tiếp tục hỏi thêm, nhưng bị Jun cản lại. Tâm trạng của Ji-hoon lúc này cũng đang mất kiểm soát. Không thể làm gì nên nam chính đã về. Anh nhậu say cùng đồng nghiệp, sau đó tìm đến nhà kho năm xưa đã nhốt mình và nữ chính, tự giày vào mình. Sáng hôm sau cũng là ngày tên tội phạm cưỡng hiếp được thả. Vì không muốn nam chính gây rắc rối nên đồng nghiệp đã còng tay anh với tay mình. Tên xấu xa được thả tự do, đi ra đường lại bị xe của Jun đụng. Khi vừa thấy hành động vuốt mũi của hắn, ký ức khi xưa ập về khiến nữ chính bất an. Tên tội phạm thấy Ji-hoon run rẩy, liền đến trộm luôn chiếc điện thoại của cô. Do cảm xúc bị rối loạn, nên từ khi về nhà Ji-hoon luôn tự nhốt mình vào phòng tắm xả nước, không cho Jun vào. Ký ức bị bắt tóc khi xưa hiện lên rõ rệt trong tâm trí của cô. Tên tội phạm sau khi thó điện thoại của nữ chính thì liền tìm đến nhà Jung-woo. Nam chính ngay lập tức về nhà đấm cho hắn một trận, nhưng khi hắn nói biết tung tích của Ji-hoon ở đâu thì Jung-woo liền ngoan ngoãn chịu đòn và xin lỗi hắn, mong sẽ tìm được tung tích của nữ chính. Cứ thế nam chính bị đánh cho như tử, đến khi Han An ra, tên tội phạm mới chịu bỏ đi. Cùng lúc này, thư ký nam khi xưa đã nhận ra Jun chính là con trai phu nhân Kim và còn nhận ra cả Ji-hoon, nên đã gọi điện tống tiền cậu, buộc Jun phải ra gặp mặt. Ở chỗ tên tội phạm, sau khi về nhà, hắn lại tiếp tục gọi điện trêu chọc Ji-hoon, bị giọng nói ám ảnh khi xưa giày vò, Ji-hoon lại run lên cầm cập, bị đẩy đến đường cùng. Không thể chịu được nữa, cô đã tìm đến tận nhà giải quyết hắn. Trên đường lái xe về thì bị Jung-woo chặn lại ở cổng, vì quá nhớ Ji-hoon nên anh đã lao đến tìm cô. Nữ chính chối bỏ mọi suy nghĩ của anh, nhưng Jung-woo vẫn cứng đầu muốn cô gọi tên mình để một lần nữa cảm nhận cảm giác thân quen. Khi Ji-hoon bắt đầu gọi tên Jung-woo, anh đã khóc. Thế nhưng Ji-hoon nhất định không chịu nhận người quen. Cô cho rằng Jung-woo muốn làm bạn với mình nên đã mời anh đi uống rượu. Jung-woo bắt đầu kể cho cô nghe về cuộc sống hiện tại của mình và nỗi nhớ cô gái khi xưa. Nhưng hiện tại, nữ chính không thể nhận ra người anh nói chính là mình. Uống xong rượu, Jung-woo chở Ji-hoon về nhà rồi vội vã rời đi. Nếu còn ở lại anh sẽ khóc mất. Cùng lúc này, cảnh sát đã nhận được báo án, tên tội phạm vừa ra tù hôm qua đã chết ở bồn tắm. Jung-woo nhận được tin báo tên tội phạm đã ngủ thì hốt hoảng chạy đến hiện trường vụ án, vì chỉ có anh ta là biết tung tích của Ji-hoon. Giờ hắn chết rồi, mọi hy vọng của Jung-woo cũng tan biến. Đồng nghiệp lại đổ dồn nghi ngờ người có động cơ nhất là Jung-woo, nên không cho cậu tham gia vào vụ án lần này. Thế nên buộc nam chính phải nhân lúc không có ai, lén mở máy tính của đồng nghiệp copy tài liệu vụ án. Xong việc anh liền rời đi thì lại gặp nữ chính đến tận đồn cảnh sát tìm mình. Hai người ra ngoài nói chuyện, Ji-hoon đến là muốn tố cáo có người chụp lén rồi nhắn tin làm phiền cô. Đó chính là bà mẹ kế của nam chính. Bà ta muốn làm thân với Ji-hoon nên mới chụp lén rồi gửi cô. Ai ngờ cô đem lên cảnh sát trình báo luôn. Jung-woo thấy nữ chính không nhận ra mẹ kế của mình nên vô cùng mông lung, chẳng lẽ cô ấy thật sự không phải Ji-hoon. Tố cáo xong, Ji-hoon tiện thể mời nam chính tối đi ăn cơm. Cùng lúc này ở ngân hàng của ông Han-tae, Jun đang đến rút một số tiền lớn, thư ký nam vội chạy ra nói chuyện với cậu. Vì chính ông ta là người đã tống tiền nên hôm nay Jun đến tận nơi rút tiền trả cho ông, anh còn uy hiếp ngược lại. Đừng đụng vào Ji-hoon, nếu để ông Han-tae biết được thư ký của mình có thể vì tiền mà phản bội thì lúc đó ông ta sẽ không nương tay. Bên phía nữ chính lúc này, sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, cô đã đến tìm mẹ mình. Trong trí nhớ của cô vẫn còn lưu lại hình ảnh người mẹ tệ bạc vô tâm, nên khi thấy cuộc sống của bà vẫn ổn, cô đã ngay lập tức rời đi. Đến tối, Jung-woo đến nơi hẹn đợi nữ chính. Anh đứng dưới lầu đợi rất lâu mà không thấy bóng dáng của cô. Lúc này Ji-hoon đang cùng Jun ngồi ăn trên lầu, cá cược với nhau xem Jung-woo sẽ đợi trong bao lâu. Ngay khi nhận được điện thoại của Jun nói mình đã cùng Ji-hoon đi ăn rồi, nam chính liền đau lòng rời đi. Anh chạy đến hiện trường vụ án mạng của tên tội phạm để điều tra. Sau một hồi lục lọi, cuối cùng cũng tìm ra địa chỉ quán cơm mà hắn từng ăn. Nam chính ngay lập tức chạy đến đó, hỏi bà chủ thì mới biết, trước hôm tên tội phạm chết, hắn ta có ăn quỵt chỗ bà. Rồi đưa danh thiếp của một người bảo, hãy gọi vào số này đòi tiền, vì người này từng tông tôi. Dù bà chủ không còn giữ tấm danh thiếp, nhưng nam chính cũng biết được thông tin hữu ích. Anh ngay lập tức chạy đến cục giao thông và biết được người tông tên tội phạm là Jun, đồng thời cũng thấy được cảnh tượng sợ hãi của Ji-hoon, nhớ lại những điểm tương đồng trước đây. Nam chính đã khẳng định được cô gái đó chính là Ji-hoon. Anh ngay lập tức mang chiếc ô năm xưa đến tìm cô, thế nhưng nữ chính nhất quyết không chịu nhận người quen. Hết cách, Jung-woo đành cưỡng chế kéo cô đi tìm lại kỷ niệm xưa. Cùng lúc này Jun cũng đã thấy, anh muốn xuống xe chạy đến ngăn cản. Nhưng bất lực vì đôi chân bị tật của mình, nam chính dẫn nữ chính đến nhà hàng sang trọng để ăn cơm vì hôm nay là sinh nhật của anh. Thế nhưng khi nhìn vào menu, anh mới tá hỏa vì giá quá mắc. Bắt được chuyện này, Ji-hoon lập tức chế giễu anh, sau đó tức giận phủ nhận về thân phận của mình, buộc nam chính phải đưa cô trở về. Trên đường lái xe quay về, trong ký ức của Ji-hoon hiện lên hình ảnh Jung-woo ngày bé, nhưng cô chỉ nhớ được mơ hồ cảm giác ngày xưa. Về đến nhà, Ji-hoon đem mọi chuyện kể hết cho Jun nghe. Bây giờ cô chỉ có thể tin tưởng mỗi mình anh. Jun cũng nhẹ nhàng khuyên Ji-hoon đừng lo sợ bất cứ điều gì, vì mình sẽ bảo vệ cô. Song dự án đầu tư lần này ở Hàn, hai người sẽ quay về Pháp sống. Dự án mà Jun nhắc đến có liên quan đến ông Han-tae.
Jun muốn cướp dự án lần này của ông ta. Bên này, ông Han Tae cũng đã điều tra ra kẻ muốn nhúng tay vào chuyện làm ăn của mình. Ngay lập tức cho người gọi thư ký nam đến, nhưng ông ta hiện đang đi gặp Jun để đòi thêm tiền. Biết cậu sở hữu khối tài sản lớn nên con cáo già này sao dễ bỏ qua. Jun đồng ý sẽ chuyển thêm 5 tỷ won cho ông ta, với điều kiện ông phải moi được toàn bộ tài khoản bí mật của ông Han Tae. Vừa nhắc, ông ta đã gọi điện đến, yêu cầu thư ký nam phải hẹn gặp được người tên Jun cho mình. Jun ngồi bên cạnh nghe xong lập tức đồng ý. Bên phía này, sau khi đã tìm được tung tích của người con gái mình mong nhớ suốt 10 năm, Chung Hu luôn tìm cách bám theo Chi Hun. Mặc kệ cô không quan tâm, anh vẫn lái xe đuổi theo. Hết cách, Chi Hun đành dừng xe nói chuyện. Nam chính giải thích đuổi theo cô là vì bộ cảnh sát đang điều tra vụ án của tên tội phạm. Trước lúc chết, hắn ta có sử dụng số điện thoại đăng ký tại Pháp, thế nên anh sợ vụ việc này sẽ ảnh hưởng đến cô. Chi Hun nghe xong bắt đầu lo sợ, nhân lúc Chung Hu nghe điện thoại cô liền phóng xe đi, cứ tưởng đã cắt đuôi được nam chính. Thế nhưng khi cô vào thang máy, Chung Hu lại xuất hiện lúc nào không hay, vì Jun nhắn tin gọi nam chính đến nên Chi Hun đành để cho anh vào nhà. Chung Hu nói với Jun chuyện tên tội phạm mà cậu tông trúng hôm trước đã chết, hắn ta đã bị sát hại. Nghe xong vô cùng bất ngờ, không giống là đang giả bộ. Sau đó nam chính lại chuyển chủ đề nói chuyện. Ở trước mặt Jun khẳng định Chi Hun chính là cô bé mà mình tìm suốt 10 năm nay, thế nhưng nhận lại sự phản đối quyết liệt từ Jun và nữ chính. Hết cách, nam chính chỉ đành ra về. Trở về đồn cảnh sát, nhờ vào cái mồm dẻo của anh bạn thân nên Chung Hu được đội trưởng cho tham gia vào vụ án lần này. Theo suy đoán của cảnh sát, hung thủ có thể là một cô gái, vì hung án phạm tội là những đồ phòng thân của phụ nữ như xịt hơi cay, máy kích điện loại nhỏ. Phạm nhân cố tình đeo size giày to hơn kích cỡ chân để đánh lừa cảnh sát, nhưng độ nặng của dấu giày không giống nhau nên dễ dàng bị lộ. Chung Hu lập tức chạy đi điều tra hộp đen của những chiếc xe đậu dưới hầm gần nhà tên tội phạm sống và đã phát hiện ra kẻ khả nghi, bóng lưng của tên đó rất giống Chi Hun. Bên phía này, Chi Hun đang cùng Jun dự tiệc gặp mặt đối tác. Vì nữ chính sắp phải về lại Pháp nên Jun đã tặng sợi dây chuyền có chìa khóa két sắt cho cô. Do lần trước anh đã không đến gặp ông Han Tae, khiến lần này ông ta vô cùng tức giận, nhưng cũng chỉ đành nhịn nhục vì không muốn gây thù với nhân vật lớn như Jun. Cùng lúc này, ở đồn cảnh sát, họ đã điều tra ra được số di động đăng ký tại Pháp và cũng nhận được tin nam chính đã lấy mất hộp đen chứng cứ nên tức tốc đi tìm. Nhìn vào những gì xảy ra trong hộp đen, lại nhớ lại ký ức trước kia với Chi Hun, nam chính không thể tin vào mắt mình. Anh ngay lập tức chạy đến bữa tiệc của Jun. Bên phía này, cảnh sát cũng đang trên đường đến đó để dẫn nghi phạm về đồn. Để Chi Hun không bị cảnh sát bắt đi, nam chính đã dẫn cô đi trước. Nữ chính sau khi nghe xong việc mình giết người đã bị lộ thì liền suy sụp, nhưng không kịp nữa rồi. Cảnh sát đã đến nơi, nam chính đành dẫn nữ chính về đồn. Jun nhìn theo vô cùng đau lòng, anh quyết sẽ cứu được cô. Ở đồn cảnh sát, phóng viên và người dân đã vây kín hóng chuyện, không muốn làm Chi Hun hoảng sợ. Nam chính đã nhờ cô giúp việc lặng lẽ đưa nữ chính vào trong. Ngồi trong bàn phỏng vấn, nữ chính vô cùng căng thẳng. Ở bên ngoài, Jun cũng đã đến, vừa thấy nam chính anh đã lao đến hỏi có chuyện gì xảy ra. Chung Hu giải thích, ngày tên tội phạm cưỡng hiếp được thả ra tù, hắn ta đã bị xe của anh tông trúng, nhân lúc đó hắn đã cướp mất điện thoại của Chi Hun. Ngày hôm sau hắn ta liền bị giết và điện thoại của nữ chính cũng không thể tìm được, hơn nữa hộp đen của xe còn quay được. Tối hôm hắn bị giết, nữ chính có xuất hiện dưới nhà hắn ta nên bây giờ cô là tình nghi số 1 trong mắt cảnh sát. Bên trong này, cảnh sát đưa cho nữ chính ly nước uống để cô bình tĩnh hơn, nhưng thật ra là để lấy dấu vân tay của cô. Sau khi đi kiểm tra, họ phát hiện dấu vân tay này có vẻ giống với dấu vân tay của cô bé Chi Hun mất tích năm xưa. Nhưng đó chỉ là suy đoán chứ chưa điều tra cặn kẽ. Sau một ngày dài hỏi cung vẫn không thu được thông tin gì, nên Chi Hun đã được thả. Jun đã ngồi ở ngoài đợi cô cả một ngày. Lúc hai người đi về, vừa hay mẹ của nữ chính cũng đến đưa cơm cho Chung Hu. Nhìn cô gái trước mặt, bà cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng không dám chắc chắn. Nữ chính cũng ngay lập tức né tránh mẹ mình. Sau khi về đến nhà, Chi Hun đã không kiềm chế được cảm xúc. Cô vào phòng chốt cửa rồi khóc lớn. Hình như nữ chính bắt đầu nhớ ra lại những ký ức đau khổ trước kia với nam chính. Chỉ là một thoáng mơ hồ nhưng con tim lại quặn đau. Ngày hôm sau, Jun tiếp tục bị cảnh sát triệu tập đến đồn lấy lời khai. Trong lúc anh vắng nhà, mẹ nữ chính đã tìm đến tận nơi để xác nhận con gái. Khi bà nhìn kỹ Chi Hun lại lần nữa, cảm giác thân quen khiến người mẹ khóc lớn. Chi Hun vừa thấy mẹ cũng không thể nào che giấu nỗi cảm xúc, cô run rẩy bật khóc. Hai mẹ con vào trong nhà, ngồi nhìn cô gái trước mắt. Người khác có thể nhìn mặt mà không nhận ra một người đã qua 10 năm, nhưng người mẹ thì khác. Vừa nhìn thấy con, cảm giác máu mủ ruột rà thân quen khiến bà ngay lập tức nhận ra đó chính xác là cô con gái của mình. Cuối cùng Chi Hun cũng nhớ ra người mẹ trước kia, cô khóc lớn thừa nhận mình chính là Chi Hun, mình rất nhớ mẹ. Sau khi đã nhận lại nhau, người mẹ nhận ra rằng nếu quay về làm Chi Hun trước kia thì giới báo chí sẽ lục tung lên mọi chuyện. Cuộc sống sung túc của con gái bà hiện tại sẽ bị phá hủy hết, thế nên người mẹ ngay lập tức ra về, không cho phép con gái gọi mình là mẹ. Bà sẽ làm như không quen con để con tiếp tục sống như một bà hoàng. Nhìn mẹ cứ thế rời đi, nữ chính không biết phải làm sao, vừa thấy đôi giày bà để quên ở lại. Cô ngay lập tức bắt taxi đuổi theo. Cùng lúc này Jun cũng về đến nhà, anh lo lắng vì nhận ra Chi Hun có thể sẽ bỏ mình mà quay về cuộc sống trước kia với mẹ và nam chính.
Cô ấy lúc này đã tìm được đường về nhà mình theo những ký ức trước kia, nhìn con đường thân quen và Trung Hu chơi đùa bên bóng đèn. Lần đầu tiên nữ chính nhớ lại được những ký ức đẹp, cô lén lút đi theo nam chính ra nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhìn Trung Hu chơi đùa vui vẻ. Bất giác Chi Hun cũng làm theo, đang say sưa hát lại bài hát trước kia của hai người. Trung Hu phát hiện ra Chi Hun, bị phát hiện cô lập tức bỏ đi. Nam chính ngay lập tức đuổi theo nhưng chậm một bước, cô đã lên xe taxi đi mất. Chi Hun mang theo đôi giày của mẹ mình ra quán lề đường ngồi uống rượu. Cô nâng niu vuốt ve đôi giày, Jun cũng đã đậu xe cách đó không xa dõi theo nữ chính, nhìn cô dần lấy lại bình tĩnh anh rất vui. Nhưng khi thấy sự xuất hiện của nam chính, Jun liền cảm thấy bị đe dọa, anh ta cũng đang thầm lặng dõi theo Chi Hun, đợi nữ chính về đến nhà Jun ngay lập tức ôm lấy cô. Anh không nói ra chuyện mình đã nhìn thấy chỉ mong cô sống thật tốt. Sáng hôm sau, cảnh sát lại tìm đến nữ chính cho cô xem đoạn băng hình ở bãi đỗ xe. Có điều trong đoạn băng, cô gái mặc đồ đen không lộ mặt trước camera nên họ không thể chắc chắn là nữ chính. Trước khi anh cảnh sát rời đi, Chi Hun nhờ anh trả lại áo cho Trung Hu giúp mình, nhận lại được áo và lời nhắn cảm ơn của nữ chính khiến nam chính vô cùng vui. Cùng lúc này ở nhà ông Han Tae, Jun và Chi Hun đã đến ăn cơm, ông ta muốn xin Jun cho mình được đầu tư vào dự án ở Campuchia, Jun cũng vui vẻ đồng ý. Chuyện này lúc trước rất khó khăn, nhưng bây giờ lại dễ dàng đồng ý khiến ông ta nghi ngờ, nhưng sau đó ông cũng chấp nhận tin tưởng Jun. Sau bữa ăn cả hai ra về, cô em gái nhỏ của nam chính xin được đi xe ké. Chính vì cuộc nói chuyện khiến nữ chính nhận ra cô là em gái của Trung Hu. Sau khi cô em gái xuống xe, Chi Hun ngay lập tức chất vấn Jun tại sao biết đó là nhà của Trung Hu lại dẫn cô đến. Jun cũng nói lý do, vì anh muốn nhắc cho em nhớ, hiện giờ em là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, không phải là Chi Hun nên không cần sợ hãi trước bất cứ điều gì. Đừng quay lại thân phận trước kia, nữ chính dù tức giận nhưng không phản bác, cô bắt đầu trở nên mông lung. Lúc này ở sở cảnh sát, nhìn lại bức hình chụp người áo đen có quấn vải trắng trên tay và tấm vải trắng trên tay của cô lao công. Nam chính không khỏi nghi ngờ nên đã bí mật đi theo. Theo dõi chưa được bao lâu thì bị bà phát hiện, nên nam chính đành lấy lý do muốn cô mời cháu một bữa. Rồi đi vào nhà bà, khi lục ngăn tủ anh phát hiện ra công cụ gây án, cũng là lúc bị bà ta trích điện cho ngất đi, thì ra hung thủ chính là cô lao công chứ không phải nữ chính. Sự thật dần được mở ra trước mắt, thì ra con gái của cô lao công từng bị tên cưỡng hiếp dẫn đến tinh thần bất ổn mà treo cổ tự vấn. Vì quá đau lòng cho con gái nên cô vô cùng căm ghét những tên tội phạm hiếp giam. Thế nên khi tên tội phạm kia được ra tù, bà liền tìm thời cơ giết hắn. Sở cảnh sát lúc này cũng đã nghi ngờ thân phận của cô lao công, nên bắt đầu mở cuộc điều tra. Sau khi biết Trung Hu đã đi theo bà cô đó, anh bạn thân liền làm điên làm khùng, đòi cảnh sát trưởng dẫn người đi cứu. Cô em gái đến thăm anh trai nghe tin anh gặp nguy hiểm cũng hết ầm ĩ lên khiến sở cảnh sát trở nên rối loạn. Mẹ nữ chính ở nhà nhận được tin cũng vô cùng suy sụp. Cảnh sát đã tìm ra được định vị điện thoại của nam chính nên ngay lập tức đến đó. Nhưng khi lục trong đống rác, chỉ thấy chiếc điện thoại bỏ không. Trung Hu lúc này đã bị trói hết tay chân, vừa mới tỉnh lại, cô lao công cũng lộ nguyên hình. Bà kể lại nỗi đau mất con gái, rồi đưa thuốc độc cho Trung Hu uống để thủ tiêu. Trước khi ngất đi, bà đã gọi cho nữ chính để anh nói những lời cuối cùng. Nhận được điện thoại của Trung Hu, nghe anh nói những lời từ biệt, Chi Hun hốt hoảng gọi điện cho anh cảnh sát bạn thân Trung Hu. Nhận được thông tin, cảnh sát ngay lập tức đến đó tìm, thì ra chỗ ở của bà cô gần với nhà của nữ chính. Trung Hu đã mượn cây đèn đường để gián tiếp nói ra chỗ mình bị nhốt. Thấy người mình yêu vẫn còn lo lắng cho người cũ, Jun vô cùng đau lòng. Trên đời này anh chỉ còn mỗi cô ấy là người thân, thế nhưng nhìn Chi Hun hốt hoảng, anh vẫn không đành lòng nên đã dẫn cô theo đến đó. Cùng lúc này ở bên phía ông Han Tae, ông ta đã sai người điều tra cặn kẽ lý lịch của Jun và Chi Hun. Thế nhưng vẫn không điều tra được gì, chính vì có ông thư ký nhúng tay vào, ông ta đã tống tiền Jun, thế nên không thể để thân phận của anh bị lộ. Lo xong việc này, cô con gái nhỏ lại chạy vào báo với ông, anh Trung Hu đã bị bắt tóc, ngoài mặt thì ông ta quát lên không quan tâm. Thế nhưng khi vào trong phòng lại vô cùng lo lắng, cũng may sao lúc này, cảnh sát đã tìm được Trung Hu hôn mê trong căn phòng. Xe cấp cứu đến cũng là lúc Chi Hun đến nơi, Jun để Chi Hun trên xe vì không muốn cô lo lắng, nhưng khi nhìn thấy Trung Hu bất tỉnh, nữ chính vẫn mất khống chế mà run lên. Vì quá lo lắng cô đã đi theo đến phòng cấp cứu, thế nhưng rất may vì thường ngày nam chính đối xử với cô lao công rất tốt, nên vừa nãy cô chỉ cho anh uống thuốc ngủ để tiện bỏ đi. Khi nam chính tỉnh lại cũng là lúc nữ chính bước vào phòng, thấy anh cởi áo cô không la lên, nhưng anh bạn thân thì lại hết toáng lên, như con gái mới lớn lần đầu thấy trai khỏa thân. Thấy Trung Hu vẫn bình an, anh bạn thân lao đến ôm, nữ chính cũng bật cười, lúc này Jun cũng bước vào, anh không muốn đánh mất Chi Hun thế nên đã đề nghị nói chuyện riêng với nam chính. Jun mượn chuyện của cô gái trước kia để nhắc lại cho nam chính nhớ, anh đã từng bỏ rơi cô ấy mà chạy trốn một mình, thế nên khi cô gái đó quay lại, chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ. Thế nhưng nam chính đáp lại, tôi sẽ chờ cô ấy cả một đời cho đến khi được tha thứ thì thôi. Nói rồi anh bỏ đi, khiến Jun nắm chặt gậy. Anh sợ Chi Hun thật sự sẽ quay về bên mối tình đầu năm 15 tuổi của cô. Ở bên ngoài nữ chính và anh cảnh sát đang đợi, thì cô con gái cảnh sát Kim năm xưa cũng đến. Nghe cô ấy nói chuyện với nam chính, Chi Hun nhận ra giờ họ đã sống chung như một gia đình. Lẽ nào Trung Hu từ bỏ cuộc sống thiếu gia nhà giàu mà đến chăm sóc mẹ của cô? Nhận ra Chi Hun đang bắt đầu dao động, Jun cần ngay lập tức đẩy nhanh việc trả thù ông Han Tae để sau đó cùng nữ chính quay về Pháp, trở lại cuộc sống hai người trước kia.
Anh điên cuồng gọi điện cho thư ký Nam, yêu cầu ông ta nếu muốn nhận tiền thì phải mau moi thông tin bí mật của ông Hante cho mình, sau đó cúp máy. Mỗi lần cảm xúc mất khống chế, Jun đều sẽ trò chuyện với một người bí mật. Người này gợi ý cho Jun kế hoạch, hãy để cho Trung Hu tự tay bắt bố của mình, một mũi tên trúng hai kẻ thù. Ngày hôm sau cũng là ngày tên tội phạm cưỡng hiếp con gái cô lao công trở về nước. Hắn ta nghênh ngang bước lên xe taxi mà không biết tử thần ngồi bên cạnh. Lúc hắn nhận ra thì cô lao công đã rút súng điện, thế nhưng ngay sau đó cảnh sát cũng đã bao vây quanh xe. Tên tội phạm điên cuồng cầu cứu cảnh sát, chiếc xe cô lao công buộc phải dừng lại. Trung Hu bước đến an ủi cô đừng manh động, hãy để hắn cho anh giải quyết, cháu sẽ thay cô đánh hắn như tử. Thế nhưng cô lao công không còn đường lui. Mặc kệ những lời khuyên ngăn, cô vẫn rút dao ra giải quyết kẻ đã làm hại con gái mình, sau đó chấp nhận để cảnh sát bắt đi. Lúc này Trung Hu đang ngồi đọc nhật ký của cô lao công. Lúc ở sở cảnh sát hai người xem nhau như người thân, giờ không thể giúp gì được cho bà ấy, khiến anh bất lực tự trách. Cùng lúc này Chi Hun cũng đang nằm ở nhà xem tin tức, cô lại nhớ đến mẹ của mình có nên quay về với bà không. Dòng suy nghĩ bị Chun bước vào cắt ngang. Anh biết hiện giờ tâm trạng cô vô cùng rối loạn nên đã nhẹ nhàng an ủi. Hai người chuẩn bị ra ngoài thì bà mẹ kế của Nam Chính lại tìm đến tận cửa làm thân, buộc Chi Hun phải ở lại tiếp khách. Bà ta cũng có một cửa hàng thời trang nên vô cùng thích những thiết kế của nữ chính. Sau đó bà mẹ kế lại kể chuyện của Trung Hu. Cũng vì thế mà nữ chính biết được sau khi cô mất tích, Trung Hu đã từng mặt bố mình, chuyển đến sống với mẹ của cô để chăm sóc bà, để bù đắp những lỗi lầm đã gây ra cho con gái bà. Biết được mọi chuyện, Chi Hun vô cùng bất ngờ. Để không bị bà mẹ kế nhận ra, cô đã tìm cớ để bà ta rời đi. Lúc này ở nhà ông Hante, ông thư ký đã bắt đầu hành động, nhưng lúc ra khỏi phòng thì bị cô con gái nhỏ phát hiện. Cô bé ngay lập tức gọi điện cho bố mình, biết có chuyện chẳng lành, ông Hante lập tức quay trở về nhà. Thì phát hiện USB bí mật đã mất, ông ta nổi điên ra lệnh lùng sục thư ký. Lúc này ông thư ký đã ra gặp Jun. Hai người làm giao dịch lần cuối, sau đó ông thư ký liền nhắn tin cho Nam Chính nói lời từ biệt. Dù sao thì lúc nhỏ ông ta cũng từng chăm sóc anh. Lúc này nữ chính đã đến sở cảnh sát. Mẹ cô cũng đến đưa cơm cho Trung Hu. Nhìn hai người thân thiết, Chi Hun đã xác định được đúng là anh đã ở bên chăm sóc mẹ mình. Mẹ nữ chính đến còn là để đưa đồ cho Trung Hu, bà muốn đuổi anh trở về nhà giàu có đừng ở với bà nữa, vì bà đã biết con gái còn sống và không muốn thân phận của cô bị lộ, nên muốn chấm dứt mọi thứ với Trung Hu, dù điều này là vô cùng tàn nhẫn và đau lòng với cả bà và Nam Chính. Cuối cùng bà cũng tiết lộ lý do mình làm vậy, là vì không muốn bất kỳ ai làm lộ thân phận hiện tại của con gái mình. Trung Hu biết lý do thì cảm xúc lại suy sụp, vậy thì chính là cô ấy rồi. Anh ngồi nhìn lại những kỷ vật mà mình nâng niu bấy lâu nay mà bật khóc. Chi Hun đứng một bên chứng kiến cũng vô cùng đau lòng. Cứ mỗi 7 giờ sáng và tối, chuông báo thức lại reng lên bài nhạc mà hai người yêu thích. Thế nên khi điện thoại Trung Hu reng lên, anh cũng phát hiện ra nữ chính nên vội vàng đuổi theo cô. Trung Hu chất vấn Chi Hun, tại sao lại cứ chối bỏ thân phận trước kia? Chẳng lẽ đến mẹ mà cô cũng muốn bỏ sao? Chi Hun không thể phản bác được gì. Cô đau lòng nấc lên liền được Trung Hu ôm vào lòng. Chi Hun cuối cùng cũng chịu thừa nhận thân phận của mình, nhưng Trung Hu lại để cô rời đi chứ không níu kéo. Bởi vì anh cũng có suy nghĩ giống mẹ cô, nếu để Chi Hun quay về thân phận trước kia, cuộc sống của cô sẽ bị đảo lộn. Chi Hun trở về nhà với Jun. Anh ấy đang sốt cao, nhìn Jun như vậy nữ chính rất đau lòng. Khi biết cô ấy đã nhớ lại mọi chuyện trước kia, Jun run lên vì sợ. Anh khóc lóc cầu xin cô đừng bỏ rơi mình. Chi Hun đau lòng nhìn chàng trai trước mặt, người đã ở bên cô trong suốt 10 năm, giúp cô vượt qua những đau khổ, sao có thể bỏ rơi anh ấy chứ? Bên này Trung Hu đang phải thẩm vấn cô lao công, người mà anh xem như là mẹ. Khi biết kẻ phạm tội đã được cảnh sát cứu sống, bà cầu xin Trung Hu hãy thay mình giết hắn, thế nhưng anh lập tức từ chối. Cháu không thể làm vậy, bởi vì điều đó quá nhẹ nhàng với bọn chúng, cháu sẽ khiến chúng day dứt lương tâm mà đến dập đầu quỳ gối trước mặt cô. Hình phạt đáng sợ nhất là án phạt lương tâm, sống trong tội lỗi. Cô lao công cuối cùng cũng nhận ra điều này, nên đã bắt đầu phối hợp với Trung Hu kể lại quá trình phạm tội. Bà giả trang thành một cô gái xinh đẹp để dụ dỗ tên tội phạm ra mở cửa, sau đó trích điện cho hắn ngất đi, rồi trói hắn vào bồn tắm, xịt nước khô độc hại cho đến chết. Trong quá trình gây án, đột nhiên lại có người mở cửa phòng, buộc bà phải trốn đi. Thế nhưng bà lại không kể chi tiết này cho Trung Hu nghe. Khi được Nam Chính hỏi về chiếc điện thoại của Chi Hun, bà lại không biết gì cả. Nữ chính lúc này đã canh bên cạnh Jun suốt một đêm, mệt đến nỗi ngủ thiếp đi, nhìn gương mặt của người mình yêu. Cảm giác sợ mất cô lại khiến Jun run rẩy. Anh phải nhanh chóng trả thù rồi cùng cô rời khỏi Hàn Quốc. Kế hoạch của Jun đã bắt đầu. Nhờ có chiếc USB, anh đã tung tin giám đốc ngân hàng là ông Hante, sử dụng chứng minh thư của khách hàng tạo tài khoản ẩn danh để lập thành quỹ đen, từ đó rửa tiền bẩn, khiến ngân hàng của ông ta rối tung lên. Số tiền mà ông ta để dành đầu tư với dự án của Jun cũng biến mất. Hiện tại chủ tịch Han đang bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bên nhà mẹ của nữ chính, con gái của cảnh sát Kim năm xưa nhất quyết không để mẹ đuổi Trung Hu đi, bởi vì anh đã từng hứa với cô ấy sẽ tìm ra hung thủ gây nên cái chết cho bố cô. Nhưng vì con gái ruột của mình mà bà nhất quyết không để Trung Hu ở lại nữa. Bà không muốn ai điều tra ra thân phận cao quý hiện tại của con bé, hãy cứ để nó sống tốt như vậy. Lúc này Trung Hu không về nhà mà vẫn đang ở đồn nói chuyện với cô lao công. Anh khuyên cô hãy quên đi quá khứ, đừng để nó giày vò.
con gái cô trên trời cũng sẽ không muốn mẹ mình sống như thế, và bản thân nam chính cũng sẽ quên đi Chi-hun. Thấy cô thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại là quá đủ rồi. Dù điều này là rất đau lòng, dù đã chờ đợi suốt 10 năm nhưng hiện tại nên buông tay rồi. Ngay sau đó Chun đã gọi nam chính đến nhà nói chuyện về vụ án bảo mẫu, đến nơi gặp Chi-hun. Nam chính không còn mất kiểm soát như lúc trước nữa, anh vô cùng bình tĩnh đối diện với cô. Sau đó hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau. Trước lúc chết, bảo mẫu của Jun từng cho ngân hàng ông Han Tae vay một số tiền rất lớn, nhưng chưa thu hồi hết thì bà đã chết. Điều này có liên quan đến số nợ kia và bố của nam chính không? Cùng lúc này, Chi-hun đã tìm đến gặp mẹ mình. Dù có như thế nào đi nữa thì đứa con nào mà không nhớ mẹ? Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa khóc. Thế nhưng người mẹ vẫn nhất quyết không cho con gái nhận mình là mẹ và muốn cô hãy sống tốt cuộc sống hiện tại. Nói rồi bà dằn lòng mình lại, đuổi con gái về và tiếp tục làm việc. Chi-hun cũng mông lung không biết phải làm sao, chọn cuộc sống sung sướng hiện tại nhưng lúc nào cũng đau lòng vì quá khứ, hay chọn quay lại với thân phận trước kia và bỏ rơi Jun. Không thể bỏ rơi Jun được, không thể được. Thế nên đầu óc Chi-hun lúc này vô cùng rối rắm. Ở nhà Jun, khi nam chính vừa rời đi, gọi điện cho đồng nghiệp hãy điều tra lại cái chết của bảo mẫu và ngân hàng bố mình, thì bố của anh cũng chạy đến tìm Jun. Thấy vậy Chung-hu không thể không nghi ngờ ông. Ông Han Tae tìm đến đây là để cầu xin Jun cho mình thêm chút thời gian vì số tiền 20 tỷ đầu tư vào dự án Campuchia đã bị rút hết mất. Jun lập tức đồng ý cho ông ta mượn tiền vốn. Điều này khiến ông vô cùng cảm kích mà không biết mình từng bước lọt vào một kế hoạch đáng sợ. Sau khi về nhà, ông Han Tae nhận được bức thư đe dọa nạc danh kèm theo ống dây chuyền nước bị cuốn rối. Đó chính là vật mà phu nhân Kim, cũng tức là mẹ của Jun, trước kia từng quấn. Ông ta ngay lập tức lái xe đến tìm bà, thì ra phu nhân Kim vẫn chưa hề thủ tiêu mà đang bị ông ta nhốt lại. Bà hiện tại đã trở nên thần kinh điên loạn. Thế nhưng Jun vẫn chưa biết mẹ mình còn sống. Sau khi đã hoàn thành bước đầu dụ ông Han Tae vào kế hoạch, Jun vui vẻ tìm đến quán ăn lề đường mà Chi-hun từng ăn, rồi nhắn tin đợi cô đến. Anh muốn cùng người mình yêu trải nghiệm mọi thứ mà cô ấy thích. Thế nhưng hiện tại nữ chính đang có buổi hẹn với bà mẹ kế của nam chính. Bà ta muốn mời cô về làm nhà thiết kế cho cửa hàng hiệu của mình. Cùng lúc này, nam chính cũng tìm đến mẹ kế để hỏi về chuyện ngân hàng nhà mình. Nam nữ chính không hẹn mà cùng gặp ở phòng thiết kế đồ. Ở khoảng cách gần, cảm xúc của cả hai đều tăng cao, nhịp tim đập loạn. Đối với con gái mà nói, mối tình đầu vẫn là một thứ gì đó khiến trái tim họ day dứt không thể nào thoát ra. Cho dù 10 năm đã trôi qua, nhưng trong trái tim của Chi-hun vẫn còn lưu giữ hình bóng Chung-hu năm nào, người bạn đầu tiên của cô, người mà cô lỡ trao tình yêu thuở thiếu nữ. Thế nên hiện tại, khi đối diện với anh, đầu óc cô rỗng tuếch, chỉ có thể hành động theo trái tim. Hòa vào nụ hôn với Chung-hu, nụ hôn nồng nàn giống với lần đầu tiên chạm môi trên xe buýt năm ấy, có quá nhiều cảm xúc khó nói, khiến cả hai người dù biết đó là sai, dù điều này là có lỗi với Jun, nhưng vẫn không dứt ra khỏi nụ hôn được, cho đến khi bà mẹ kế vì không tìm được Chi-hun nên gọi điện hỏi Jun thì nam nữ chính mới xuất hiện. Thông qua điện thoại Jun biết được cô gái anh yêu đang ở cùng người khác khiến anh rất lo lắng. Nam nữ chính đã cùng nhau đến công viên khi xưa. Chi-hun lúc này cũng đã chịu thừa nhận thân phận, cô không thể tiếp tục sống trái với cảm xúc của mình nữa. Cả hai cùng ngồi trên xích đu năm xưa. Bao nhiêu ký ức về mối tình năm 15 tuổi hiện về, lúc đó họ thật đẹp nhưng bây giờ không thể quay về được nữa rồi. Người ở bên cạnh chăm sóc cho Chi-hun 15 qua là Jun. Người vươn tay kéo cô từ vũng bùn lên cũng là Jun, thế nên cô không thể bỏ rơi anh ấy. Mặc dù cảm xúc với Chung-hu là thật nhưng món nợ ân tình với Jun còn nặng hơn. Thế nên Chi-hun đã đứng dậy rời đi, nam chính không còn cách nào khác đành chấp nhận làm bạn và chờ cô. Sau khi lái xe về nhà, Chi-hun vẫn không thể bình tĩnh được, nên đã quay xe đến một nơi mà cô luôn muốn đến. Ở trong nhà nhìn qua camera, Jun vô cùng sốt sắng, nỗi sợ bị người mình yêu bỏ rơi khiến Jun như phát điên. Lúc này Chi-hun đã đến chỗ ở của mẹ, từ cây đèn đường chớp tắt đi đúng 214 bước chân, quay trở về căn nhà trước kia, nhìn dòng chữ tỏ tình với nam chính mà mình từng viết trên tường. Nữ chính vẫn không kiềm chế được bật khóc, tại sao số phận lại trớ trêu đến thế. Đứng từ xa quan sát người mình yêu, Jun vô cùng đau lòng. Nhìn Chi-hun lấy điện thoại ra, anh vô cùng mong đợi người cô ấy gọi sẽ là mình, thế nhưng không phải, khiến Jun thất vọng bật khóc. Người nữ chính gọi là Chung-hu, thế nhưng cả đêm qua ngủ ở đồn cảnh sát, anh đã tắt điện thoại nên không nghe máy. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nam chính mới phát hiện ra mình bỏ lỡ gần chục cuộc điện thoại của nữ chính nên hốt hoảng la ó, nhưng vì đang ở đồn nên anh không tiện gọi lại. Cùng lúc này bên phía ông Han Tae, do hôm trước nhận được bức thư uy hiếp nên ông ta đã biết được đứa con của phu nhân Kim năm xưa đã quay trở lại. Thế nên ông ta bắt đầu đăng báo việc phu nhân Kim còn sống. Chun bên này cũng đã nhận được tin tức, biết mẹ mình còn sống anh vô cùng sốt ruột. Thế nhưng sau đó Chun bình tĩnh trở lại, anh nghĩ ông ta chỉ đang thả mồi dụ cá cắn câu. Lúc này Chi-hun đã trở về nhà, cô đứng ngắm nhìn bức ảnh mình chụp chung với Chun. Mọi hành động của nữ chính đều được Chun quan sát qua màn hình camera. Sau khi nghe cuộc điện thoại hỏi han giữa cô và Chung-hu, Jun như phát điên vì ghen. Anh nhất định phải giành lại cô gái này. Nam chính sau khi gọi điện cho nữ chính xong liền mang bánh kem đến nhà cô cùng ăn. Anh bạn thân thấy cũng vui nên đi theo làm bóng đèn cản trở. Họ đều không biết Jun hiện tại vẫn đang ở nhà, quan sát từng hành động trong phòng kín vì hôm qua quay trở về nhà. Nữ chính vô tình biết được cảnh sát Kim đã mất, thế nên hôm nay cô đã hỏi nam chính về việc này. Anh cũng kể cho cô nghe, khi xưa cô mất tích,
cảnh sát Kim trên đường đi tìm không may xảy ra tai nạn xe, nữ chính nghĩ vì mình hại ông, nhưng nam chính đã an ủi cô, nhất định anh sẽ tìm ra kẻ đứng sau. Mà không hề biết đó chính là do lo nước của Chun gây ra, Chun lúc này cũng xuất hiện đuổi hai vị cảnh sát ra về, trước khi về nam chính cho anh ta biết. Tài khoản mà bảo mẫu lập ra gửi tiền trong ngân hàng chưa rút kịp là tài khoản giả danh được người ở bệnh viện tâm thần lập, nhưng lại đứng tên bà mẹ kế, mọi chuyện ngày càng rắc rối, bây giờ họ sẽ đến đó điều tra, nói rồi cả hai cũng ra về. Khi chỉ còn nữ chính và Jun, cô muốn nói chuyện nhưng bị anh đuổi ra ngoài vì không thể chịu nổi những lo sợ bấy lâu. Mà Jun đã to tiếng với nữ chính, sau đó lại không muốn nói chuyện với cô. Jun một mình tìm đến chỗ bà mẹ kế, lúc này nam chính cũng ở đó. Mẹ kế khi biết số tiền trong tài khoản của bảo mẫu bị rút hết dưới tên mình thì liền hoảng hốt, mong Trung Hu hãy giúp mình rửa oan. Sau đó đi ra ngoài để Jun cùng nam chính nói chuyện, nhưng Trung Hu không muốn nói gì về chuyện của nữ chính. Anh không muốn đem cô ra tranh giành, sau đó bỏ đi. Anh cùng đồng nghiệp tìm đến bệnh viện tâm thần điều tra, nhưng ông viện trưởng đã cấu kết với ông Han Tae nên đã đuổi nam chính về. Chưa ra khỏi bệnh viện thì anh đã chứng kiến một vụ nhảy lầu tự vấn, nhưng điều kỳ lạ trên người nạn nhân lại tìm thấy bức ảnh gia đình của nam chính. Cùng lúc này Jun cũng đứng trên lầu quan sát mọi việc. Anh ta muốn Trung Hu hãy điều tra rồi tự tay bắt bố mình. Chi Hun lúc này đã đến đoạn dốc năm xưa. Cô đang cố lục lại ký ức để tìm ra kẻ đã gây nên cái chết cho cảnh sát Kim, người mà cô xem như bố đẻ, nhất định mình sẽ không tha cho kẻ này. Lúc này ông viện trưởng đã gọi báo cho ông Han Tae về tình hình ở bệnh viện. Ông ta lập tức yêu cầu viện trưởng hãy xóa danh sách bệnh nhân. Nhưng không kịp vì nam chính đã lấy được danh sách đó từ chỗ y tá, thấy điểm khả nghi trong danh sách và biểu cảm hỏng loạn của viện trưởng, anh bắt đầu nghi ngờ phòng bệnh 302. Đợi ông viện trưởng đi xa, anh đã lén mở cửa đi vào nhưng bên trong không có ai, chỉ có nét vẽ người mẹ nắm chặt tay con trai, nam chính liền nhanh chóng chụp lại. Lúc này bên phía nữ chính cô đang cố làm hòa với Jun, nhưng yêu cầu mà Jun đưa ra là hãy hôn anh, suốt 10 năm chung sống, nữ chính chưa hề chấp nhận gần gũi với Jun. Bây giờ như giọt nước tràn ly, anh ta cưỡng chế ép Chi Hun vào giá sách, nhưng cô vẫn né tránh tiếp xúc thân mật, khiến anh ta phát điên đẩy ngã cô. Chi Hun đau lòng rời đi, mặc kệ Jun hoảng loạn yêu cầu cô dừng lại, cô vẫn chạy đến nơi làm việc của mẹ mình, tình cờ lúc này nam chính cũng đang ở đó thăm bà. Phát hiện ra sự có mặt của Chi Hun, anh lập tức đuổi theo, lặng lẽ đi theo cô trên phố. Chi Hun mua gì nam chính sẽ mua đó, sau đó đến bên cạnh khoác vai cô cùng đi dạo phố. Lúc nắm tay nhau, anh đã phát hiện ra vết thương trên tay cô. Chi Hun ngay lập tức muốn về nhà, trên đường về cô liên tục giấu đi vết thương. Trung Hu hiểu cô rất khó xử nên giả vờ không để ý, nhưng thật ra trong lòng anh vô cùng khó chịu. Khi Chi Hun trở về nhà, đã thấy Chun bày ra một bàn đồ ăn vặt đường phố mà cô thích, anh chủ động muốn làm lành. Khi nghe nữ chính muốn quay về ở với mẹ, Jun đã ngay lập tức ngăn cản, anh cho cô xem ảnh mẹ mình trên báo. Kẻ hãm hại mẹ bây giờ lại muốn dụ anh ra để giết anh. Năm xưa hắn đã biết Jun mang theo Chi Hun bỏ trốn, nên bây giờ cô lộ diện, thì kẻ đó sẽ biết được tung tích của anh. Điều này khiến Chi Hun rơi vào khó xử. Sáng hôm sau để không làm cho tình thế ngượng ngùng, cả hai đã chấp nhận làm hòa. Chi Hun dậy sớm nấu cơm cho Jun, anh cũng nói mình yêu cô, nhưng nữ chính cố gạt sang chuyện khác, ăn xong cô đến cửa hiệu của bà mẹ kế làm việc. Nữ chính đã chấp nhận làm nhà thiết kế cho cửa hàng thời trang của bà ta để có thể ở lại Hàn Quốc lâu hơn, khác hẳn với vẻ mặt khó xử khi đối diện với Jun. Nữ chính lại vô cùng vui vẻ khi nói chuyện điện thoại cùng Trung Hu, có lẽ nếu không xa cách 10 năm thì giờ họ đã trở thành một cặp đôi hạnh phúc. Sau khi nói chuyện với nữ chính, nam chính tìm đến anh bạn thân bắt đầu công việc. Theo kết quả điều tra, người tự vấn hôm qua ở bệnh viện tâm thần thực ra đã bị chết đuối trước đó hoặc bị bịt khăn cho ngạt thở, sau đó bị kẻ khác lôi lên sân thượng, rồi chờ đến khi nam chính đến mới thả xuống, cũng tức là kẻ đó biết nam chính sẽ đến. Nhắc đến điều này đột nhiên Trung Hu nhớ đến Chun. Nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, vì có nạn nhân bị bịt khăn cho ngạt thở nên Trung Hu đã tìm đến cô lao công để hỏi. Vì cô đã từng sử dụng thủ đoạn này, cũng chính vì lần gặp mặt này mà anh biết được trong vụ án lần trước của cô. Khi đang gây án thì có người mở cửa đi vào, do trốn trong tủ nên cô không thể thấy rõ mặt người đó, nhưng lại nghe rõ tiếng giày cao gót nên nghĩ đó là một người phụ nữ. Thế nhưng khi nam chính đến tìm bố, lại tình cờ gặp Jun cũng đến tìm ông, vì ông Han Tae không có ở đây nên hai người đành ra về. Chính lúc này nam chính bắt đầu để ý đến tiếng gậy của Chun, nó thực sự rất giống tiếng giày cao gót. Lúc này ông Han Tae cũng đã về đến nhà và còn đem theo phu nhân Kim về. Ông ta nghi ngờ cái chết ở bệnh viện tâm thần là do con trai của phu nhân Kim gửi lời cảnh báo, thế nên phải đưa mẹ của hắn về ở cạnh để dễ dàng đe dọa. Nhưng ông không thể ngờ cô con gái nhỏ của mình lại gọi điện tiết lộ bí mật này cho nam chính. Lúc này Trung Hu đang đi xe cùng Chun. Khi nghe được cuộc điện thoại này, Chun bắt đầu trở nên lo lắng, lẽ nào mẹ của anh vẫn còn sống và đang nằm trong tay kẻ thù. Đem theo Trung Hu về nhà mình uống rượu, nhưng lúc này Jun chỉ nghĩ đến mẹ nên đã để nam chính nói chuyện với nữ chính. Còn mình thì vào phòng nhìn lại bài báo trước kia, nếu thật sự là mẹ còn sống thì mọi kế hoạch sẽ bị đảo lộn hết, làm sao để cứu bà đây? Jun ngay lập tức nhắn tin với người bí mật, yêu cầu người này đi xác nhận thông tin về mẹ mình, sau đó để không bị nghi ngờ. Jun đã ra ngoài tiếp đón nam chính, khi Chun xuất hiện, nghe tiếng gậy của anh ta và tiếng giày cao gót của nữ chính, Trung Hu không khỏi nghi ngờ.
Lúc cả ba ngồi vào bàn uống rượu, cô em gái của nam chính lại gửi ảnh của dì, cũng chính là phu nhân Kim cho anh xem. Jun ngồi bên cạnh vô cùng sốt ruột. Hôm qua anh đã nói với Ji-hun là mẹ mình đã bị kẻ xấu hãm hại. Nếu giờ để cô xem ảnh mẹ anh còn sống, thì có thể cô ấy sẽ không còn lý do nào để ở cạnh anh nữa. Thế nên Jun lập tức dùng gậy đập về phía bọn họ. Nam chính đã ôm nữ chính bảo vệ cô, khiến tay anh bị thương, điện thoại cũng tắt nguồn. Ji-hun vội đi tìm băng keo cá nhân. Còn Jun thì lập tức đuổi nam chính về, nhưng hiện giờ Trung Hu đã tức giận thật sự. Anh cảnh cáo Jun từ giờ bản thân mình sẽ dốc hết sức giành lại Ji-hun, không để cô ấy phải sống với một người độc đoán như Jun nữa. Lúc này nữ chính cũng đi ra, thấy hai người đàn ông đều có ân tình với mình đang tranh giành chính mình. Ji-hun không biết phải làm sao, cô hét lên giận dữ rồi bỏ đi. Jun lo lắng nhưng không thể đuổi theo, nhưng Trung Hu thì có thể, cuối cùng cũng tìm được cô đang đi bộ bên đường. Anh muốn đưa cô về nhà với mẹ, rồi họ sẽ chung sống hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện không thể đơn giản như vậy. Còn Jun thì phải làm sao? Người bị kẹt ở giữa luôn là người đau khổ nhất. Ji-hun bất lực bật khóc. Nam chính đau lòng ôm lấy cô. Lúc này Jun đang ngồi ở nhà đợi nữ chính quay về bên cạnh anh. Căn nhà to lớn nhưng cô đơn trống trải. Ngồi đợi cả một đêm vẫn không thấy bóng dáng cô ấy quay về. Nữ chính lúc này đã đến ngủ ở cửa tiệm may. Nam chính cũng lén đi theo vào trong. Nhìn cô ấy ngủ, anh hứa quãng đời còn lại sẽ bảo vệ cho cô, sau đó nhẹ nhàng kẹp tóc cho nữ chính, như cách mà anh từng kẹp năm xưa. Khi Trung Hu ngủ thiếp đi thì Ji-hun lại tỉnh giấc. Cô cẩn thận đắp chăn cho anh, rồi ngồi thiết kế. Chỉ có khi lao đầu vào bản vẽ, cô mới không suy nghĩ về những thứ tiêu cực. Sáng hôm sau, cô em gái đến lấy bản thiết kế cho mẹ, mới phát hiện ra anh trai mình suốt đêm ngủ ở chỗ chị nhà thiết kế mẹ mới tuyển, rồi còn vừa ngủ vừa gọi tên Ji-hun năm xưa, khiến cô bé rất bực bội. Để nhỏ em báo đời không gây chuyện, nam chính đành kéo nó về. Ở cổng nhà có ba bảo vệ canh nghiêm ngặt. Vì hiện giờ ông Han-tae đang giam giữ phu nhân Kim, nhưng không ngờ con gái nhỏ lại dẫn theo Trung Hu về nhà. Vào trong nhà anh đã gặp được phu nhân Kim, nhưng bà ấy ngay lập tức được mẹ kế dẫn vào phòng tránh mặt. Chẳng bao lâu trong phòng vang lên tiếng hét, có một kẻ lạ mặt đã đột nhập vào nhà. Lấy đi ống dây quấn mà phu nhân Kim đang cầm, nam chính đuổi theo đánh nhau với hắn, nhưng vì cô em gái xuất hiện, trở thành con tin nên đành để cho hắn chạy mất. Kẻ bịt mặt chính là thuộc hạ bí mật của Jun, anh ta ngay lập tức đem tin tức phu nhân Kim còn sống về báo cáo với chủ nhân. Lúc này bên phía nữ chính, con gái của cảnh sát Kim sau khi nghe đồng nghiệp của nam chính nói có người thật sự rất giống Ji-hun năm xưa, liền đến tìm gặp cô. Ji-hun lập tức phủ nhận thân phận của mình. Con gái của cảnh sát Kim cũng nói ra lý do bố mình mất mạng là do đi tìm Ji-hun, thế nên nếu hiện giờ Ji-hun thật sự còn sống thì mình sẽ rất căm hận cô ta, khiến nữ chính không dám nói thêm điều gì. Cô liền gọi điện hẹn Trung Hu ra ngoài nói chuyện để bình tĩnh hơn, nhưng nam chính lại nhận được điện thoại của đồng nghiệp báo tin đã tìm được xác của thư ký nam. Anh liền vội vã chạy đến đó. Khi Trung Hu đến, anh phát hiện đây là nơi năm xưa tên tội phạm cưỡng hiếp nói dối đã vứt xác Ji-hun. Rõ ràng mọi chuyện có liên quan đến nhau, hung thủ giết người bằng nước. Vụ án này lại liên quan đến vụ án của cô lao công. Sau đó lại tìm được trong thi thể của thư ký nam USB bí mật có liên quan đến bố của nam chính ở phòng cảnh sát. Mọi người đang xem USB bí mật thì cục trưởng đi vào. Ông ta muốn chuyển vụ án lần này cho tổ điều tra khác, khiến tổ trưởng vô cùng tức giận. Vì vụ này họ đã tốn rất nhiều công sức điều tra, nhưng nói thế nào thì ông cục trưởng cũng không chịu nghe, nên nam chính đã cãi tay đôi với ông ta. Vì không cãi lại nên ông cục trưởng đã đuổi việc nam chính. Trung Hu không thèm chấp, anh trả lại huy hiệu ngạo nghễ rời khỏi đồn. Khi đang thu xếp đồ thì anh nhận được điện thoại của nữ chính. Thế nhưng lại không phải do cô gọi đến, thì ra thuộc hạ của Jun đã lẻn vào cửa tiệm, lấy trộm điện thoại của Ji-hun rồi gọi cho Trung Hu. Phát lại cuộc nói chuyện giữa bố của anh và ông viện trưởng viện tâm thần, cho nam chính biết vụ án Ji-hun mất tích 10 năm trước có liên quan đến ông ta và bệnh nhân phòng 302. Cảm nhận được có điều chẳng lành với nữ chính, nam chính ngay lập tức chạy đến tìm cô. Lúc này Ji-hun cũng đã nhận được một chiếc USB kỳ lạ, cô cắm vào máy mở lên xem, thì nghe được đoạn ghi âm của một người lạ. Ông ta hốt hoảng thừa nhận năm xưa mình làm giả cái chết cho Ji-hun là do bị ông Han-tae ép. Ông ta lại chính là bố của Trung Hu. Nghe được đoạn nghi âm này, những ký ức trước kia của nữ chính lần lượt được đánh thức. Cô nhớ lại mình đã bị một kẻ lạ mặt bắt, rồi bản thân được Jun mang đi trốn cùng. Người hại chân Jun ra nông nỗi đó cũng chính là bố Trung Hu. Cuộc gọi cho nam chính và đoạn ghi âm gửi cho nữ chính đều là do Jun bày ra. Anh ta muốn đặt Trung Hu vào tình huống tự tay đem bố mình vào tù, và còn muốn để cho nữ chính thấy mọi chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu không quay về bên anh ta, cô sẽ bị ông Han-tae làm hại. Đồng thời thuộc hạ bí mật của Jun cũng lộ diện. Người này lại chính là vệ sĩ bên cạnh ông Han-tae. Jun ra lệnh cho vệ sĩ, nếu sau khi nghe đoạn ghi âm mà nữ chính không quay trở về, thì dù có phải giết cô cũng phải đem cô về trước mặt anh ta. Những thứ mà Jun không có được, người khác cũng sẽ không có. Nhưng ngay sau đó Ji-hun đã thực sự trở về. Jun bày ra bộ dạng hèn mọn đau khổ trước mặt cô, khiến Ji-hun cảm thấy vô cùng tội lỗi. Bên này, sau khi đến tiệm may không tìm thấy nữ chính, Trung-hu đã chạy đến nhà Jun. Thấy anh đến, Jun càng ôm chặt Ji-hun hơn. Nam chính nhất quyết muốn ở lại nhà hai người để canh chừng Ji-hun, khiến Jun dù có tức giận cũng không làm gì được. Ở trong phòng, Ji-hun liên tục hỏi Jun có nhớ quá khứ ai đã làm chân anh thành ra thế này không, nhưng Jun lại giả vờ không nhớ. Anh còn nói,
Nếu biết hắn là kẻ nào thì anh cũng sẽ khiến con cháu của hắn bị như anh, khiến Chi-hun cảm thấy sợ hãi, vì đó chính là ông Han-tae và con trai ông ta là Chung-woo. Ngay từ lúc đầu về Hàn, nữ chính chỉ biết Jun về đây để ký kết hợp đồng và cô đi theo chăm sóc anh, mà đâu hề biết một kế hoạch đen tối đã được vạch ra trong đầu Jun. Cầm chiếc USB thú nhận tội lỗi của bố nam chính trong tay, nữ chính không biết có nên đưa cho anh hay không, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định sẽ giấu nó đi. Ngày hôm sau, vì nơi Chi-hun làm việc bị đột nhập, nên nam chính đã nhờ đồng nghiệp đến kiểm tra kỹ căn phòng xem có máy nghe lén hay camera mini không. Sau đó anh đã trở về nhà mình để điều tra, dù có phải còng tay bố thì nam chính cũng phải đưa sự thật ra ánh sáng. Về đến nhà, dù bị mọi người hắt hủi, nhưng nam chính vẫn mặt dày ngồi xuống bàn ăn cơm, thế nên buộc bố phải cho anh trở về nhà. Chính vì chuyện này mà bà mẹ kế giận dỗi đòi bỏ đi, thế nhưng không ngờ ông chồng lại lựa chọn con trai, thay vì mình, hết cách bà ta cũng chỉ đành ở lại. Sau khi về đến nhà, nam chính ngay lập tức bắt tay vào điều tra, phối hợp cùng đồng nghiệp điều tra thêm bệnh viện tâm thần, xem vụ án mình bị bắt tóc 10 năm trước có liên quan gì đến nhau không. Khi tiễn bố đi làm, nam chính phát hiện ra vết thương của anh vệ sĩ và chiều cao của anh ta giống với kẻ đột nhập hôm trước, nên đã nhờ đồng đội điều tra về lai lịch của người này. Đợi bố ra khỏi nhà, Chung-woo lập tức chạy vào phòng ông để tìm thông tin, nhưng chẳng tìm được gì, nên anh đã đến gặp nữ chính, hai người vừa gặp đã thân mật như cặp đôi yêu xa. Lúc ngồi đan lên cùng nhau, nam chính để cho nữ chính xem ảnh gì của anh, xem xong cô liền sốc vì người này chính là mẹ của Jun, chẳng phải bà đã mất rồi sao? Chi-hun lập tức gọi điện cho Jun. Lúc này anh ta đã tìm đến tận nhà ông Han-tae để có thể gặp mặt mẹ mình. Sau khi tách khỏi bà mẹ kế, Jun đã tìm đến phòng mẹ, nhìn người mẹ mình nhung nhớ 10 năm qua. Giờ thần kinh điên dại, Jun vô cùng đau lòng. Lúc này Chi-hun cũng tìm đến nơi, thấy Jun hoảng loạn cô liền chạy đến ôm anh. Trạng thái này của Jun khiến bà mẹ kế nghi ngờ. Lúc này nam chính đã tìm đến vị cảnh sát già năm xưa, người đã cùng cảnh sát Kim phụ trách điều tra vụ án của Chi-hun. Ở đây anh tìm được rất nhiều chứng cứ, kể cả vỏ lon nước và tấm hình bảo mẫu. Nam chính bắt đầu lục lại trí nhớ, liên kết mọi sự việc xảy ra. Anh nhận ra rằng cậu bé bị thương ở chân năm nào chính là Chun hiện tại, thế nên nam chính ngay lập tức chạy về nhà mình, nhanh chóng chặn đầu xe Chun lại. Anh muốn nữ chính cùng đi, nhưng cô lại chọn quay lại xe nói chuyện với Jun, cô đã nhớ ra mọi chuyện trước kia rồi. Lúc trước khi rời đi, không ai bỏ rơi Chi-hun cả, Chung-woo cùng cảnh sát Kim và cả mẹ đều dốc sức tìm kiếm cô. Nhưng Jun lại lừa cô nói rằng bọn họ không ai cần cô nên mới bỏ rơi cô, điều đó khiến Chi-hun đau lòng buông lơi tất cả. Đến nỗi bị mất luôn phần ký ức đó, hiện tại nữ chính không thể nào tin tưởng Jun được nữa, cô muốn bỏ đi nhưng bị anh ta nắm chặt tay. Trong lúc nóng giận, Jun đã thừa nhận, tôi là người đã giết tên tội phạm hiếp giam được thả ra tù khi đó, bởi vì lúc ra tù hắn dám trộm điện thoại của em. Nam chính thấy nữ chính bị lôi kéo liền phát điên muốn mở cửa giải cứu cô nhưng không được, trong xe nữ chính sốc đến nỗi không dám làm gì, thấy cô như vậy. Cuối cùng Jun cũng chịu thả cô về với nam chính, Chung-woo đưa nữ chính về nhà với mẹ, con gái cảnh sát Kim sau khi nghe mọi chuyện cũng đã chấp nhận tha thứ cho Chi-hun. Cho cô ở lại đây với gia đình, trong khi nữ chính được về bên mẹ và nam chính, thì bên này Jun đang phát điên đập phá ảnh của hai người. Rồi lại ngồi xuống đất suy sụp khóc lớn, mất đi Chi-hun cũng có nghĩa là anh ta mất tất cả, tình yêu quá lớn sẽ khiến con người ta sinh thù hận. Ngày hôm sau Chung-woo quay trở về nhà, vào nhìn người dì ngây ngốc của mình, anh vẫn chưa nhận đó là mẹ của Jun, nên hứa sẽ tìm con trai về cho bà, sau đó lại ra gặp đồng nghiệp, theo như điều tra họ biết thân phận của Jun hiện tại là giả. Chỉ biết được năm xưa anh ta từng theo bảo mẫu và Chi-hun rời khỏi Hàn, còn mối quan hệ giữa bảo mẫu và bố nam chính là gì thì họ vẫn chưa biết. Vì nam chính nghĩ đã đưa Chi-hun về với mẹ, cô đã an toàn nên anh mới yên tâm ra gặp đồng nghiệp, nhưng thật không ngờ nữ chính lại quay về tìm Jun. Cô muốn an ủi anh ta bình tĩnh nhưng lại phát hiện ra căn phòng bí mật, bước vào bên trong nữ chính thấy toàn bộ những bài báo năm xưa về mình và gia đình của Chung-woo. Lúc này cánh cửa đột nhiên đóng lại, màn hình camera bật lên khiến Chi-hun sốc nặng, thì ra trước giờ cô đều bị theo dõi. Nhìn qua màn hình camera, nữ chính thấy và nghe rõ cuộc nói chuyện giữa Chun và bà mẹ kế của nam chính. Bà ta tìm Jun là để hợp tác. Anh sẽ đưa cho bà một số tiền để trốn sang Nhật cùng con gái, tách khỏi người chồng tệ bạc. Còn bà ta sẽ đưa mẹ trở về cho anh. Bà mẹ kế còn nói thêm việc vì mẹ của Jun mới khiến nữ chính bị bắt tóc. Câu này đã bị Chi-hun nghe được. Thấy Jun cho bà ta uống rượu độc, nữ chính dù sốt sắng nhưng cô không thể làm được gì. Cùng lúc này tên vệ sĩ lấy cớ là buổi gặp mặt với Jun để đưa ông Han-tae đến một nơi vắng vẻ. Lúc ông ta nhận ra mình đã rơi vào bẫy cũng là lúc bị vệ sĩ đánh ngất. Lúc này Chun-woo đuổi theo cả một chặng đường dài cũng đã đến kịp. Anh lao vào đánh nhau với tên vệ sĩ nhưng hắn ta lại không hề chống trả. Nam chính đã đưa hắn về đồn thẩm vấn. Tên vệ sĩ khai toàn bộ người đều là hắn ta giết và là do nữ chính chỉ thị. Nam chính lập tức gọi điện cho Chi-hun nhưng lại nhận được giọng nói giả đã được ghi âm từ trước. Thừa nhận mình chính là thủ phạm, tất cả điều này là do Chun đã chuẩn bị từ trước, mọi chứng cứ đều hướng về nữ chính. Chung-woo liền cướp súng của đồng nghiệp chạy đi tìm Chi-hun. Lúc này nữ chính đã được thả ra khỏi căn phòng bí mật, thấy bà mẹ kế của nam chính nằm bất tỉnh, cô liền đến gọi bà ta dậy. Nhưng không may lại dính phải vết máu của bà ta, lúc mở máy tính lên cô mới biết Jun muốn đổ hết tội lên đầu mình. Nam chính đến nơi cũng là lúc cảnh sát ập đến, để bảo vệ người mình yêu, anh sẵn sàng giương súng về phía đồng nghiệp, mở đường để cùng cô chạy trốn.
Sau khi hai người rời đi, cảnh sát lập tức vào nhà Jun điều tra, mọi đồ đạc bị đập vỡ đã được anh ta dọn sạch. Trung Hu bí mật gọi điện cho đồng nghiệp, nói với anh ấy về căn phòng bí mật, rất có thể Jun đang ở trong, và thật sự cảnh sát đã tìm được Jun, nhưng trong bộ dạng say xỉn. Màn hình camera cũng được thay bằng màn hình chứng khoán, anh ta lấy lý do là mình say và ngủ suốt ở trong phòng để làm bằng chứng ngoại phạm. Sau khi bị đưa về đồn đối diện với vệ sĩ, hai người phối hợp rất ăn ý, giả vờ không quen nhau, đổ hết tội lên đầu nữ chính. Lúc này Chi Hun đã được Trung Hu đưa về tiệm may. Bà mẹ kế cũng được đưa đi cấp cứu, ông Han Tae trở về nhà thì không thấy phu nhân Kim đâu, tủ hồ sơ bí mật cũng bị lục lọi và để lại tờ giấy đe dọa như lần trước. Cuối cùng ông ta cũng nhận ra Jun là cậu bé năm xưa, lúc này bên phía nam nữ chính, hai người đã trốn đến nhà của ông chú cảnh sát người quen. Nữ chính cũng nói cho nam chính nghe USB mà cô nhận được. Thứ nhất, chính bố anh đã ra lệnh cho tên tội phạm năm xưa khai báo cái chết giả của Chi Hun. Thứ hai, Jun mới là người giết tên hiếp giam chứ không phải cô lao công. Cô ấy chỉ làm ngất hắn ta, rồi sau đó trốn vào tủ vì có người đến. Kẻ đó đã âm thầm giết tên hiếp dâm rồi rời đi, để lại tội lỗi cho cô lao công. Thứ ba, người dì của anh chính là mẹ Jun và bà cũng liên quan đến vụ bắt cóc nam nữ chính năm xưa. Trung Hu suy sụp, chính bố anh đã gây ra tất cả, biến mẹ Jun thành kẻ điên, làm chân anh ta bị què, khiến anh ta ôm thì hận, để giờ trả thù tất cả mọi người. Quay lại với phu nhân Kim, thì ra bà đã được con gái cảnh sát Kim đưa về ở với mẹ Chi Hun, hai bà mẹ ngồi chơi với nhau. Lúc lật ra tấm ảnh của Trung Hu, phu nhân Kim như phát điên, buộc mẹ nữ chính phải dỗ bà ngủ. Jun vẫn nghĩ mẹ mình còn ở chỗ ông Han Tae, nhưng sáng hôm sau gặp mặt, ông ta lại nghĩ Jun đã đưa mẹ đi, cả hai người đều nắm giữ bí mật của nhau nên không ai manh động. Jun muốn ông Han Tae phải khiến cho con trai mình đau khổ bằng cách đổ hết tội giết người cho nữ chính, vì người mà con trai ông yêu nhất chính là cô ta. Cuộc gặp mặt của hai người đã bị anh đồng nghiệp của Trung Hu theo dõi và gọi báo cho nam chính, tạm thời họ chỉ có thể theo dõi, tránh giật dây động rừng. Giao việc xong cho đồng nghiệp, nam chính lại thảnh thơi đi câu cá, chụp ảnh cùng nữ chính, như hiện tại không có chuyện gì xảy ra, anh không muốn cô phải lo lắng về điều gì. Lúc này Jun đã biết mẹ mình đang ở cùng mẹ nữ chính, thấy bà được họ chăm sóc anh cũng không muốn giành lại mẹ về với mình, nếu không bà sẽ lại hoảng loạn. Jun lặng lẽ đưa trả mẹ miếng gỗ trên chiếc vòng năm xưa, sau đó trở về nhà cuộn tròn trên chiếc giường, vô cùng cô đơn, bên phía nam nữ chính. Họ vẫn đang tận hưởng khoảng thời gian của hai người, thì lại nhận được tin, mẹ kế tỉnh lại nhưng bà ta lại khai là nữ chính hại mình, nguyên nhân đằng sau chính là do bị ông Han Tae ép. Ông ta cũng tiết lộ chỗ nam nữ chính trốn cho anh ta, sáng hôm sau cảnh sát đã tìm đến chỗ của hai người, Jun cũng đến cùng, Chi Hun đã trả lại sợi dây chuyền cho anh ta, đồng thời cô cũng không tin đôi bàn tay đã từng cứu mình, giờ lại đi giết người, điều này khiến Jun chặn lòng, trong phút chốc anh ta có suy nghĩ, không biết hiện giờ mình có làm đúng hay không. Sau đó, Trung Hu nắm tay Chi Hun về đồn, anh sẽ đồng hành cùng cô vượt qua giai đoạn khó khăn này, ở bên cạnh nam chính nữ chính cũng yên tâm phần nào. Chi Hun được đưa vào đồn thẩm vấn, ngồi đối diện với tên vệ sĩ đã đổ oan cho cô, hắn ta vẫn nhất quyết bảo vệ Jun và đổ hết tội lên đầu nữ chính. Lúc này ở nhà, Jun đã trở nên điên loạn vì mất đi Chi Hun, có phải nếu ngay từ đầu không về Hàn trả thù thì giờ đây anh vẫn có cô ấy. Quay lại đồn cảnh sát, vì thấy mọi chuyện bất lợi với nữ chính nên Trung Hu đã tìm đến mẹ kế, hỏi bà ta tại sao lại nói sai sự thật. Nhưng vì đã bị uy hiếp nên bà không dám mở miệng. Hết cách, nam chính đành trở về nhà, nhìn phu nhân Kim ngồi trước mặt, Trung Hu liền nhớ đến câu nói của nữ chính, bà ấy có liên quan đến vụ bắt cóc năm xưa. Vừa nghe thấy cái tên Trung Hu, bà liền sợ hãi bỏ đi, nam chính cũng chưa thể điều tra thêm, nên chỉ đành mệt mỏi ôm lấy mẹ nữ chính. Sau đó anh lại phải lên đồn, vụ án 10 năm trước nhất định phải điều tra rõ lại, lúc tổ điều tra đang suy xét kỹ từng chi tiết, thì mẹ nữ chính tìm đến đưa cơm cho họ, sau đó bà được cho gặp con gái, hai mẹ con ngồi nói chuyện, an ủi và tha thứ cho lỗi lầm trước kia của nhau. Sau đó mẹ ra ngoài nhường không gian cho nam nữ chính, nhưng thật ra là cùng anh đồng nghiệp nhìn lén hai người qua camera. Vì đã hết thời gian tạm giam và chưa có bằng chứng cụ thể, nên Chi Hun đã được thả về nhà. Về đến nhà cô liền tìm gặp mẹ Jun, trí óc của bà ấy giờ như đứa trẻ 3 tuổi. Nhưng cái tên con trai là Jun thì bà vẫn không bao giờ quên. Nữ chính mong bà hãy mau hồi phục ký ức để quay về bên cạnh Jun, vì cô biết hiện giờ anh ấy đang rất cô đơn. Sáng hôm sau Chi Hun cùng mẹ mình dẫn phu nhân Kim ra ngoài mua đồ, nghe thấy tiếng cộc cộc của giày cao gót. Chi Hun sợ hãi nhớ đến tiếng gậy của Jun, lúc này anh ta cũng đang đứng từ xa quan sát họ. Jun vẫn muốn thực hiện kế hoạch đưa mẹ cùng Chi Hun về Pháp với mình. Lúc này ở đồn cảnh sát, họ đã điều tra ra được thân thế khi còn ở bên Pháp của Jun, anh ta được một gia đình giàu nhận nuôi. Nhưng bố mẹ nuôi không lâu sau lại bị tai nạn giao thông, nguyên nhân là do lo nước kẹt ở phanh xe, điều này giống với vụ án của cảnh sát Kim năm xưa. Hiện giờ cảnh sát sẽ đem dấu vân tay ở hai lon nước để đối chiếu với nhau và với dấu vân tay của Jun, nếu trùng khớp thì có thể ngay lập tức bắt anh ta. Lúc này ở nhà nữ chính, khi mọi người đang ngủ thì phu nhân Kim lại tỉnh giấc, nhìn cánh cửa sổ, bà ta đột nhiên nhớ về những ký ức trước kia mà đi ra khỏi nhà. Bà dần nhớ lại mọi thứ, đau khổ khóc lóc nhận mình đã làm sai rồi, Jun ở nhà cũng đang cô đơn đối diện với bản thân mình lúc nhỏ. Nhưng lại thì thầm với cậu bé đó, đã lỡ xa vào vũng lầy rồi thì chỉ có thể để mọi thứ lún sâu hơn, anh ta vẫn không chịu từ bỏ, lúc này Chi Hun tỉnh giấc.
Không thấy mẹ Jun liền hốt hoảng chạy đi tìm, mọi người chia nhau ra đi tìm bà trên phố. Rất may Chi-hun đã tìm được phu nhân Kim đang nằm co ro một chỗ. Bà đã hoàn toàn nhớ ra mọi chuyện, đau khổ cầu xin nữ chính đưa con trai đến gặp mình, buộc Chi-hun và Chung-hu phải tìm đến gặp Jun. Nhưng dù họ nói thế nào thì anh ta vẫn không chịu đi gặp mẹ, vì nghĩ họ chỉ muốn mình thừa nhận thân phận trước kia, rồi bắt mình về chịu tội. Vì quá đau khổ khi không gặp được con trai và cảm giác tội lỗi trước kia khiến phu nhân Kim lựa chọn cái chết, nam nữ chính đến viếng bà lần cuối. Lúc họ rời đi cũng là lúc Jun đến, anh ta oán trách mẹ mình vì những gì mà bà đã gây ra. Khi ra đến xe thì đồng nghiệp cũng gọi báo cho nam chính biết, đã điều tra ra thân phận thực sự của Jun. Lúc này cô em gái nhỏ của Chung-hu cũng nhắn tin báo cho anh trai, mẹ kế đã chịu nói ra sự thật, giờ đã có đủ bằng chứng để bắt Jun rồi. Anh ta cũng đã nghe lén được cuộc điện thoại của nam chính với đồng nghiệp, nhưng thay vì bỏ trốn, anh ta lại chặn trước đầu xe của Chung-hu. Jun dẫn theo người muốn cướp lại Chi-hun, đem cô cùng mình rời khỏi Hàn Quốc, đó cũng là điều mà ông Han-tae muốn. Nam nữ chính rơi vào thế bị động, bị hàng chục kẻ tay cầm vũ khí bao vây, khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây. May mắn sao cảnh sát cũng đến, xã hội đen cùng cảnh sát giao chiến để cho xe của Jun rồi đi. Nhưng đó chỉ là kế dương đông kích tây. Jun đã đạp xe đạp đến bên xe của Chi-hun, nữ chính hoảng loạn gào thét, rất may nam chính đã quay trở lại buộc Jun phải rời đi. Chung-hu đuổi theo nhưng bị người của Jun khống chế, nên đành dương mắt nhìn hắn rời đi. Nhưng lúc đó anh đã lấy được túi của hắn, đem về nhà cùng đồng nghiệp lục được chiếc USB. Nhưng họ vẫn chưa biết nó là gì. Theo như kết quả mà đồng nghiệp điều tra được, tên Jun đó là một người bị ranh giới nhân cách, thế nên có lúc hắn yêu nữ chính, có lúc lại làm hại cô. Lúc này hắn ta đang trốn trong một căn phòng kín rồi bắt đầu phát điên lên. Hắn liền gọi điện cho ông Han-tae, bắt buộc phải đưa nữ chính đến cho mình, nếu không ông sẽ không được một xu nào cả. Bên phía nam chính, anh đã biết hết mọi chuyện từ miệng của mẹ kế. Thì ra do lòng tham tiền tài của bố mình mà bi kịch của anh và nữ chính mới xảy ra. Nếu không ham tài sản của chủ tịch, bắt nhốt phu nhân Kim, thì bà ta cũng không cần sai người bắt nam nữ chính, không có cuộc bắt tóc đó. Chi-hun đã không dây vào Jun, mọi chuyện cũng từ một chữ tiền mà ra. Nam chính đau khổ tìm đến bố, chất vấn ông ngoài tiền ra còn thứ gì quan trọng nữa không. Nhưng đối với ông ta mà nói, chỉ cần tiền là đủ, mạng người hay kể cả người thân đều vô dụng. Nghe được câu này nam chính rất đau lòng. Anh biết bố của mình đã không thể cứu được nữa rồi, phải tự tay bắt ông ấy vào tù thôi. Cùng lúc này bên phía Jun, anh ta đã không thể chịu được sự thật rằng Chi-hun đang sợ hãi mình, cô ấy đã rời xa mình nên liền lái xe đến trước nhà cô, nhưng không thể hành động được vì cô đang được cảnh sát bảo vệ, không hề biết nguy hiểm đang trực chờ. Chi-hun vẫn cùng Chung-hu ra công viên chơi đùa, họ vui vẻ như những đứa trẻ, ước gì thời khắc này cứ mãi như thế, ước gì khi xưa không có vụ bắt cóc nào xảy ra. Thì có phải bây giờ mọi thứ sẽ rất hoàn hảo hay không? Ngày hôm sau Chung-hu đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn Chi-hun, họ hứa hẹn với nhau khi tuyết đầu mùa rơi. Cũng là lúc đám cưới của hai đứa được cử hành, quay lại vụ án cần phải giải quyết, Chi-hun phải tiếp tục lên đồn đối mặt chất vấn với tên vệ sĩ hắn ta vẫn cứng đầu một mực trung thành với Jun. Cùng lúc này nam chính đã tìm được nơi ẩn nấp của Jun, chính là căn nhà nhỏ lúc xưa, khi anh vào trong thì bất ngờ bị Jun từ bên ngoài nhốt lại. Chung-hu cố gắng khuyên giải, nhưng cậu ta không nghe mà bỏ đi, cảnh sát cũng đã đuổi đến. Để ngăn Jun chạy trốn, họ đã bắn một phát vào chân anh ta, nhưng vẫn để Jun thoát được, trốn đến bên bờ hồ. Jun điên loạn nhớ đến nữ chính, vì quá yêu sinh ra hận cầm khẩu súng lậu trong tay, cậu ta lại nảy ra một ý nghĩ độc ác. Lúc này ông Han-tae đã đến tìm gặp nữ chính, sau khi gọi điện báo tin cho nam chính, cô đã ra gặp ông ta, ông Han-tae chở nữ chính đến một nơi. Trên đường đi vì để cắt đuôi được cảnh sát, ông ta đã thuê chiếc xe bán tải chặn họ lại, khi cảnh sát kéo quân đến thì Chi-hun đã bị Jun đưa đi mất. Rất may cô mang theo định vị nên nam chính đã tìm đến nơi, đó chính là ngôi nhà hoang năm xưa họ từng bị bắt tóc, nơi đây đã để lại cho nam chính ký ức đau lòng. Anh lấy hết can đảm bước vào trong, bên trong nữ chính đã ngồi ngay trước mặt, Jun cầm khẩu súng ngồi bên cạnh, hắn ép nam chính đến ngồi đối diện với nữ chính. Cùng lúc đó ông Han-tae đã bị cảnh sát đưa về đồn, ông ta vẫn nhất quyết không chịu nhận tội và nghĩ sẽ mời được luật sư tốt nhất đến bảo lãnh cho mình. Mẹ nữ chính tìm đến đồn, thấy người cha ác độc chỉ biết đến tiền không quan tâm con trai mình, bà mất bình tĩnh lao vào chất vấn ông ta ở nhà kho lúc này. Chi-hun đã bắt đầu nhớ lại ký ức bị bắt cóc năm đó và cảnh Chung-hu đã bỏ rơi cô lại mà chạy trốn. Nữ chính đau khổ nhớ lại mọi chuyện. Jun thấy vậy vô cùng vui mừng. Nam chính thừa nhận năm xưa mình đã sai. Bản thân anh luôn bị giày vò bởi tội lỗi và bây giờ anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô nữa. Thấy Chi-hun sắp dao động, Jun liền giương súng về phía cô. Hắn ta cầu xin nữ chính hãy tha thứ và quay về bên cạnh mình. Nhưng cô vẫn không nhìn Jun lấy một lần. Cô tin tưởng Chung-hu sẽ cứu được mình, cảnh sát lúc này đã bao vây nơi đây, càng làm cho Jun thêm mất bình tĩnh, hắn nổ một phát súng cảnh cáo khiến Chi-hun hoảng loạn. Dù thế cô vẫn ra sức khuyên ngăn Jun nên quay đầu là bờ, lúc anh ta bình tĩnh thì lại phát hiện ra súng bắn tỉa nhắm vào mình, ngay lập tức giương súng về phía Chi-hun một lần nữa. Hắn ta khống chế cô làm con tin để bảo vệ nữ chính, nam chính để chặn trước tầm ngắm của tay bắn tỉa, nhân lúc Jun lơ là. Nữ chính đã thoát khỏi anh ta, đứng chắn trước Chung-hu, nữ chính càng cố khuyên ngăn, tên Jun càng trở nên điên loạn. Lúc hắn nổ súng thì nam chính đã chắn thay cô viên đạn đó, anh gục xuống đất cũng là lúc cảnh sát phá cửa xông vào, khống chế Jun không cho hắn ta tự vấn và đưa Chung-hu vào bệnh viện.
Trong bệnh viện, Jun đang bất tỉnh nhân sự. Trong cơn mê man, anh ta nhớ lại ký ức năm xưa cùng nữ chính. Vụ việc này đã được lên báo. Tội ác 10 năm trước của ông Han Tae cũng được lục lại và bị cảnh sát bắt. Chung Hu cũng đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Vừa mở mắt tỉnh dậy, anh đã được gặp người mình yêu. Hai người ôm nhau hạnh phúc. Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc, nam nữ chính được trở về nhà sống cùng nhau, ở cùng người thân của mình. Cuối cùng mọi người cũng có thể bỏ qua xích mích, chung sống hòa thuận với nhau. Cùng nhau ăn gà rán vui vẻ, sau đó Chung Hu đến thăm bố mình. Dù ông chả nói gì, nhưng anh biết sâu thẳm trong trái tim người đàn ông ấy. Đã biết hối lỗi về những việc mình đã làm, sau đó nam nữ chính cùng đến thăm Jun ở viện tâm thần. Vì đã trải qua quá nhiều cú sốc tâm lý, nên anh ta lúc này đã trở nên ngờ nghệch như một đứa trẻ. Như vậy cũng tốt, không nhớ gì sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa. Nam nữ chính ra khỏi viện tâm thần. Cũng là lúc tuyết đầu mùa rơi, lời hứa kết hôn của họ cũng cần phải thực hiện rồi. Cả hai nắm tay nhau, cùng chạy đến nhà thờ để hẹn ước về một cuộc sống hạnh phúc sau này. Họ còn chụp lại bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Bà mẹ ở nhà thấy ảnh cưới của hai đứa con thì vui mừng như một đứa trẻ. Con của bà cuối cùng cũng đã có được hạnh phúc rồi. Mẹ kế của nam chính cũng đã biết tin, bà cũng thật lòng chúc phúc cho cặp đôi mới. Mấy ông đồng nghiệp ở đồn cảnh sát, sau khi biết tin Chung Hu có vợ mà mình vẫn còn ế, thì la trời la đất không chịu thua. Lúc này Chung Hu gọi điện cho mẹ nữ chính, cảm ơn bà vì khoảng thời gian qua, và mong bà hãy gả con gái cho mình. Mẹ nữ chính ngay lập tức đồng ý. Các bạn có hài lòng với cái kết này không? Hãy comment cho chúng mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.